Anh chàng này đã có một mối ân oán với một cô gái suốt 1.500 năm. Anh đã tìm mọi cách để hoàn thành tâm nguyện của cha trước khi mất suốt 18 kiếp nhưng không thành. Ở kiếp thứ 19 này anh lại có duyên gặp lại người con gái ấy. Lần thứ 19 này mà không hoàn thành được ước nguyện của cha thì chắc là có lỗi với cái dạ dày này rồi. Nhưng ông trời lại muốn trêu đùa hai người họ. Lúc đầu Jun-ho luôn tìm cách để ám hại Dung Hoa. Nhưng có một sự thật phũ phàng hơn cả cách người yêu lật mặt, đó là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh đã phải lòng Dung Hoa từ lúc nào không hay. Ngược thời gian về quá khứ, khi ấy đang có một cuộc chiến giữa đức vua và người dân. Đi tới đâu người nằm như ngả dạ tới đó. Nếu như tình trạng này không sớm kết thúc thì chẳng ai có thể lường được hậu quả của nó. Do Ha là người cầm đầu trong trận chiến này, anh cho người bắt hết những người có dòng máu nhà đại tướng Gaia. Trùng hợp thay Zita cũng là người trong dòng tộc đó. Mẹ cô vì muốn giữ lại tính mạng của con gái nên đã giấu cô vào tầng hầm. Zita nấp dưới tầng hầm đau đớn nhìn từng người thân của mình bị bắt đi. Sáng sớm hôm sau chỉ thấy tướng quân Gaia đã mất mạng. Hình phạt dành cho kẻ phản bội thực sự quá đắt. Zita chính là một trong những người sống sót ít ỏi của dòng tộc. Chính mắt cô phải chứng kiến cảnh gia đình ly tán. Nhìn đâu đâu cũng toàn cảnh khiến người khác phải đau lòng. Zita sớm đã ôm nỗi hận này vào sâu tận tâm can. Đêm hôm đó Zita quyết định hành động để đòi lại công bằng cho gia tộc của mình. Nhưng phụ nữ chân yếu tay mềm như cô rõ ràng không phải là đối thủ của Zoha. Hai người có một màn rượt đuổi đẫm máu. Sau khi Zoha qua đời, Zita cũng tự gieo mình xuống sông. Không biết đó là thật hay mê, chỉ biết rằng khi tỉnh lại trán của Zita đã phủ kín mồ hôi. Zita chẳng nhớ mình đã trải qua những gì, nhưng chỉ biết đó là một giấc mộng rất sợ. Ở thời điểm hiện tại cô chính là một người lính cứu hỏa. Còn chưa kịp hoàn hồn, một tiếng chuông vang lên. Đội cứu hỏa nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy. Tất cả mọi người đã được cứu ra ngoài, chỉ còn một người còn bị mắc kẹt. Cả đội nháo nháo tiến vào trong tìm lại một lần nữa. Dung Hoa nghe thấy một tiếng động lạ sau cánh cửa. Cô dùng búa tạ đập cánh cửa thì thấy một người một chó đang nằm bên trong. Cả hai đã bất tỉnh nhân sự. Người thì được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Nhưng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của chú chó. Dung Hoa khuỵu gối tiến hành sơ cứu cho chú chó. Sau bao nhiêu nỗ lực của mình thì chú chó cũng đã sống lại rồi. Dung Hoa vui sướng ôm chú chó vào lòng tiến về phía chiếc xe cấp cứu. Chủ nhân của chú chó vui sướng ôm nó vào lòng. Sau khi chú Han bốc tỉnh lại đã tới trụ sở đón chú chó cưng của mình về nhà. Cũng nhờ có chuyện đó mà Dung Hoa đã nổi tiếng khắp mạng xã hội. Kể từ khi cô vào nghề chưa có một ai bị thiệt mạng do lửa gây ra. Cô được phong là người lính cứu hỏa phi thường hết lòng vì công việc. Sau một ngày dài làm việc vất vả, Dung Hoa trở về nhà nhìn chân dung bức ảnh của cha mình. Có thể nói ông chính là động lực để cô cố gắng phấn đấu mỗi ngày. Sáng hôm sau khi đi làm, Dung Hoa vì quá mệt mỏi đã đánh rơi điện thoại trên tàu. Một bà thím tốt bụng đã nhường chỗ cho cô. Bởi vì quá mệt mỏi, Dung Hoa thậm chí đã gục vào vai một nhà sư mà ngủ thiếp đi. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì cũng phải trố mắt lên. Dung Hoa mệt mỏi bước xuống tàu, bất giác sờ vào túi thì không thấy chiếc điện thoại của mình ở đâu nữa. Quay lại thì thấy nhà sư Hae-in bước tới đưa điện thoại cho cô. Nhà sư nhìn Dung Hoa thấy ngờ ngợ hỏi rằng có phải hai người đã gặp nhau ở đâu rồi không. Nhưng Dung Hoa chẳng nhớ nổi đối phương là ai nữa. Nhà sư nhìn bản tin thời sự về cảnh Dung Hoa cứu người trong đám cháy, vì thế ngay lập tức nghĩ là mình đã nhận nhầm người rồi. Hai người nhanh chóng tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Dung Hoa vừa đi, nhà sư liền giật mình vì làn khói tím trên đầu cô. Sư Hae-in sợ hãi nắm chặt lấy gấu áo của mình. Nhớ lại hồi còn nhỏ, sư Hae-in lên núi tìm sư thầy của mình. Cậu chạy hớt ha hớt hải về phía thầy trụ trì. Thông qua lời kể thì thầy giải thích rằng con vừa nhìn thấy địa phược linh. Hai thầy trò hướng mắt về phía dưới thì thấy cảnh hai cha con đang buộc dây giày cho nhau. Sư thầy nhắc Hae-in hãy nhớ kỹ lấy gương mặt của cô bé ấy. Chắc chắn sau này hai con sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Cuối cùng Hae-in cũng nhớ ra được cô gái trước mặt mình là ai rồi. Bên này một người lính cứu hỏa nhanh chóng bế một đứa bé ra khỏi đám cháy. Thì ra là họ đang đóng phim. Nam chính chê cậu bé nặng quá khiến nó khóc ầm lên. Cậu đi ra yêu cầu đạo diễn cho người đóng thế vào thay. Nhưng ai nghe thì cũng cảm thấy rất nực cười. Cảnh đó mà cũng cần diễn viên đóng thế hay sao khiến nam chính tức giận. Anh không nói một lời nào mà quay người rời đi. Đạo diễn thấy thế cũng có phần khó hiểu sao một diễn viên chuyên nghiệp lại làm việc vô trách nhiệm như thế chứ. Trợ lý nhanh chóng tới xin lỗi và bảo vì cậu ấy vì nhiều việc quá nên không được bình tĩnh thôi. Dù sao đây cũng là một cảnh quay bình thường, dùng diễn viên đóng thế thì hơi kỳ cục. Tại sao lại làm ra cái thái độ như vậy? Nhưng Jun-ho vẫn không nghĩ bản thân mình sai. Anh thắc mắc tại sao lại chọn chủ đề này. Chủ đề kỳ tích phi thường kể về cô gái lính cứu hỏa can đảm, dũng cảm là người lính phi thường. Khi nhìn kỹ bức ảnh cô gái đó đang ôm một chú chó, nhưng khi quay phim đạo diễn lại bắt phải ẵm một đứa bé 4 tuổi. Anh không thích quay những cảnh cần dùng sức đàn ông thì phải dùng não chứ. Công ty đầu tư dự án để tẩy trắng tin đồn hẹn hò, nhưng Jun-ho không muốn điều đó. Anh hét to Lee Seon là bạn gái tôi. Bị quản lý ngăn lại khuyên ngăn, anh hết lời hỏi Jun-ho rằng có thể đi quay một cách danh dự được không. Nhưng ngay từ đầu Jun-ho đã hẹn với cô bạn gái của mình. Cùng lúc đó cô bạn gái gọi tới, anh vui mừng cầm lấy điện thoại, tức tốc thay đồ chạy đến chỗ cô đợi hôn cô một cái rồi chạy thẳng lên xe. Jun-ho cũng không quên tạm biệt anh quản lý. Trong lúc dừng xe, từ cửa tiệm bước ra các cô gái đều nhìn về phía anh. Anh mở cửa xe hỏi Lee Seon muốn uống sô cô la bạc hà đá xay có kem đúng không. Cô gái tròn mắt nhìn anh yêu cầu anh lên xe mau. Khi dừng xe ở một nơi vắng vẻ, Lee Seon tự ngắm mình trong gương hỏi Jun-ho lúc nãy làm vậy lỡ người khác nhìn thấy thì sao. Nhưng anh cảm thấy bình thường, sẵn dịp công khai luôn có thể cùng cô quay phim. Lee Seon hỏi Jun-ho anh biết tại sao em quen anh không.
Anh tự tin đáp do dáng người chuẩn và mặt không góc chết. Do anh là ngôi sao nên cô mới thích, là ngôi sao hàng đầu nên cô càng thích hơn. Nhưng ngôi sao một khi nhìn gần cũng chỉ là một hòn đá thôi. Jun-ho đi mua đồ trong trung tâm thương mại, vô tình thấy được poster trên cửa thang máy. Tâm trạng Jun-ho vui tới nỗi cười không ngậm được mồm. Anh quản lý thắc mắc sao trông cậu vui quá khiến người ta có cảm giác bất an. Thật ra hôm nay là kỷ niệm 300 ngày quen nhau của Jun-ho và Lee Seon. Anh muốn tổ chức một buổi tiệc thật thịnh soạn tại nhà nhưng bị quản lý ngăn lại, bởi vì ngày mai còn một buổi quay phim nữa. Lúc này Jun-ho nhờ anh cầm hết đống đồ. Anh lấy trong túi chiếc điện thoại ra chụp ảnh với poster trên thang máy. Trong lúc đang chụp, cửa thang máy mở ra, một anh chàng đẹp trai bước ra đi ngang qua anh. Anh ta là Tae Joo, người từng được mệnh danh là bạn trai quốc dân trước khi Jun-ho cướp mất danh hiệu đó. Jun-ho nhớ lại đã gặp anh ở buổi sinh nhật của chủ tịch tập đoàn IDD. Tae Joo cũng chỉ là một trong số những vị khách được mời đến đó. Một người tới để tặng quà và một người đến để nhận tiền, sao lại giống được khiến Tae Joo ngạc nhiên. Nói chuyện được một lúc, Jun-ho làm Tae Joo nổi cáu. Anh không nghĩ những điều mình nói là hơi quá đáng. Tại bữa ăn, Min-ho muốn xử lý ảnh chụp của Jun-ho và Lee Seon. Khi nghe vai diễn tiếp theo của Tae Joo sẽ đóng chung với bạn gái mình, Jun-ho đòi cướp vai diễn đó. Mặc kệ lời giải thích của Jun-ho thì Min-ho vẫn không đồng ý việc đó. Jun-ho rời đi, ông luật sư Ki-ung xe bước vào an ủi Min-ho. Anh yêu cầu luật sư đưa những bằng chứng tội ác của Tae Joo lên các trang mạng. Lần này phải khiến Tae Joo mất hết tất cả. Jun-ho sau khi rời đi, anh chạy đến chỗ Lee Seon nhõng nhẽo nằm trên chân cô. Anh vẫn còn đang tức việc cô đóng phim chung với Tae Joo mà không nói cho anh biết. Sau một lúc tranh cãi, cô định rời đi nhưng lại bị những lời của anh làm cho cảm động. Cô hôn nhẹ lên môi anh một cái, anh liền gục ngã. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jung-hwa chìm sâu vào giấc ngủ. Cô nhìn thấy cô của lúc nhỏ đang ngồi khóc trên giường gọi mẹ. Bỗng nhiên linh hồn của một người đàn ông xuất hiện vuốt lấy khuôn mặt cô. Cô nhìn thấy mình đang ngồi hát, một người đàn ông đang nằm trên chân cô ngủ. Bất chợt anh nắm lấy tay cô, từ từ biến mất khỏi căn phòng cô. Quản lý của Jun-ho đang tìm kiếm anh khắp nơi. Anh đến nhà và gặp Jun-ho vẫn đang ngủ thẳng cẳng. Lúc kêu Jun-ho thức dậy, anh thấy miếng giấy nốt trên trán. Lời nhắn từ Lee Seon: chúng ta chia tay đi. Anh cất mảnh giấy và gọi Jun-ho dậy. Nhưng Jun-ho đã bất tỉnh và được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Min-ho đi đến bệnh viện. Lúc này Jun-ho được y tá đẩy vào phòng bệnh. Lúc này anh vẫn chưa biết Lee Seon đã để tờ giấy chia tay với anh. Lúc rời đi, Jun-je vô tình nói chuyện Lee Seon để lại lá thư chia tay. Min-ho yêu cầu anh không được nói chuyện này với Jun-ho trước khi ghi hình kết thúc. Bên phía Jung-hwa, cô cũng được cấp trên cử đi quay quảng cáo công ích. Chủ đề lần này là kỳ tích phi thường. Tại buổi quay phim, lúc cô chuẩn bị bước lên bục chụp ảnh với Jun-ho, cô vấp té, anh bước lại đỡ cô, hai người nhìn nhau một lúc. Sau đó Jung-hwa dạy anh cách sơ cứu nạn nhân. Khi đang chỉnh sửa tư thế, Jun-ho, đám phóng viên đã đi tới nơi tiếp theo để ghi hình. Anh cởi bỏ áo bảo hộ, nhanh chóng lấy điện thoại gọi anh quản lý để xin số quản lý của Lee Seon. Anh lớn tiếng nói chuyện với quản lý qua điện thoại, mặc kệ lời nói của Jung-hwa. Cô đứng dậy cầm điện thoại, anh đi thẳng ra ngoài. Anh đuổi theo yêu cầu cô trả điện thoại lại. Để lấy được điện thoại, cô đặt cho anh một câu hỏi. Anh liền bảo sao bản thân lại phải dính vô một người nghiệp dư thế này. Đối với cô, hồi sức tim phổi là một điều quan trọng trong việc cứu hộ. Còn anh chỉ nghĩ nó chỉ cần khi đứng trước máy quay. Lúc anh định đi tới lấy chiếc điện thoại liền bị cô bắt lấy cánh tay vòng ra. Sau, cô yêu cầu anh phải xin lỗi, anh đã làm tổn hại đến danh dự của lính cứu hỏa. Sau khi buông tay Jun-ho, anh đòi báo cảnh sát bắt cô với tội danh bạo hành. Cô trả điện thoại cho anh và quay lưng đi, cô cũng không quên nhắc anh nhớ báo cảnh sát. Jun-ho đi tới chiếc xe chỗ quản lý ngồi, anh hỏi sao Jun-je lại không gửi số cho mình. Còn Jun-je cũng đang thắc mắc tại sao đang diễn tập mà anh lại ra đây. Jun-ho yêu cầu anh phải điều tra Jung-hwa và phải báo cảnh sát bắt cô. Vừa nói dứt câu, tay anh liền đau, anh phát hiện cánh tay mình bầm tím. Jun-ho ngồi trên xe nghe điện thoại, bất ngờ anh bị một người nào đó ở phía sau tiêm vào một chất gì đó. Anh mất đi ý thức, ngã gục trên vô lăng, chiếc xe tự động chạy lao thẳng về phía biển. Cùng lúc đó Jung-hwa đi tới thấy được cảnh này. Cô không ngần ngại lao thẳng xuống biển để cứu Jun-ho nhưng cửa xe đã bị khóa. Lúc này anh nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy cô. Cô dùng cùi chỏ tay đẩy cửa không thành, liền dùng đầu gối đập vào cửa, cửa kính cũng đã vỡ. Cô dùng tay mở khóa bơi vào và kéo anh ra khỏi chiếc xe. Sau khi Jun-ho đang nổi lên mặt nước, bất ngờ chân cô bị kẹt vào xe. Lúc thoát khỏi thì cô đã ngất đi. Cô thấy một người đàn ông đang tiến lại hôn lấy cô, bỗng chợt ký ức kiếp trước ùa về. Anh lại biến mất một lần nữa, cô cũng tỉnh lại và bắt đầu đi lên bờ. Một anh đồng nghiệp tiến lại đỡ cô đi về phía của Jun-ho nằm, nạn nhân đã ngừng tim. Cô tiến lại và chửi mắng anh, cô sẽ bỏ qua cho cái thái độ tồi tệ của anh nên anh hãy mau tỉnh lại đi. Cô gào thét tên anh, kêu anh mau tỉnh dậy nhưng Jun-ho chẳng động đậy miếng nào. Min-ho sau khi đi đến bệnh viện phát hiện Jun-ho bị ung thư, khối u đang lan rộng vào trong cả tâm thất. Đến thời điểm hiện tại, việc cậu ấy không đau đớn gì cũng đã là một kỳ tích. Min-ho muốn chuyển đến một bệnh viện khác để tra, nhưng bác sĩ đã bảo rằng các triệu chứng di căn đã bắt đầu xuất hiện. Hãy để cho cậu ấy có nhiều thời gian ở bên cạnh người mà cậu ấy yêu quý, đó là liều thuốc tốt nhất. Tại bệnh viện, bác sĩ vẫn đang cố gắng lấy lại nhịp tim cho anh nhưng tất cả đều vô ích. Jung-hwa đứng một bên cầu nguyện cho anh tỉnh lại. Min-ho cũng đến nhưng rồi được thông báo tim anh ngừng đập, cô xỉu ngay lập tức. Trong lúc y tá đẩy anh đi, tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay Jung-hwa. Bằng một kỳ tích nào đó, anh đã tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra. Anh nhìn thấy thân thể mình đầy những vết bầm tím. Anh bước ra khỏi căn phòng, đi chân trần trên hành lang bệnh viện. Anh nhìn qua cửa sổ phòng bệnh, thấy Jung-hwa đang mơ thấy ác mộng.
Trong đêm, binh lính đang rà soát trong rừng tìm kiếm tin tức của Joha và Zita. Lúc này hai người trốn phía sau bụi cỏ, Joha ôm chầm lấy cô. Binh lính rời đi xa, cô từ từ ngồi dậy nhìn anh. Anh muốn đi thăm dò xem binh lính đã rời đi chưa. Cô nắm lấy tay không muốn anh rời đi. Anh hôn nhẹ lên môi cô và nói nhỏ, ta sẽ quay lại ngay. Nước mắt cô rơi xuống. Joha đứng dậy nhìn về phía ngọn đuốc của binh lính, tay cầm thanh kiếm. Zita từ từ đứng dậy cất giọng nói, tiểu nữ yêu đại nhân. Tay cô cầm thanh kiếm từ từ đưa lên đưa Joha về với các cụ. Joha nhìn cô tích canh tuôn không ngừng, anh ngã lăn ra đất. Anh nửa tỉnh nửa mê nhìn Zita, không hiểu tại sao cô phải làm như vậy với anh. Joha đã bị ý trung nhân của mình đưa đi chầu Diêm Vương. Nhìn thanh kiếm nằm dưới đất, cô từ từ rời đi. Linh hồn anh ở lại không thể đến sông Ba Đồ để gặp tử thần, mà đã ở lại dương gian đeo bám Zita. Trải qua nhiều kiếp đầu thai, lời nguyền này vẫn kéo dài tới 1.500 năm. Để chấm dứt khoảng thời gian vĩnh hằng này, chỉ có một cách, anh phải tự tay sát hại cô ở kiếp đầu thai tiếp theo. Tại phòng bệnh, Dung Hoa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cô nhìn thấy Jun-ho đang ngồi trên giường bệnh của mình, không suy nghĩ gì nhiều mà ôm chầm lấy cô. Nhưng bây giờ người trước mặt cô thực chất không phải là Jun-ho, mà là Joha đã nhập vào thân xác anh để đi đến tìm cô. Trong lúc cô không để ý, anh đã cầm dao gọt trái cây định đâm cô. Lúc anh chuẩn bị đâm, người Dung Hoa bất ngờ xuất hiện khiến bảo vệ đẩy anh văng xa cô mấy mét. Cô nhớ lại khoảnh khắc bác sĩ tuyên bố Jun-ho đã đăng xuất. Cô nghĩ bản thân mình có thần hộ mệnh thật. Cô bước xuống giường và ôm lấy anh, vui mừng cảm ơn anh đã sống lại. Lúc này Joha cứ nghĩ việc anh sống lại đã khiến cô vui mừng đến vậy. Cô buông anh ra, anh hãy nói chuyện một cách bình thường được không? Còn anh đã mất một thời gian rất lâu để có thể đứng trước mặt cô. Dung Hoa không hiểu ý anh nói là gì. Một thời gian rất lâu, cô cứ nghĩ do quay phim của Trang quá lâu nên cách nói chuyện của anh cũng đã thay đổi. Joha đáp, bây giờ là lúc mà anh minh mẫn hơn bất kỳ lúc nào. Joha cúi xuống nhặt cây dao dưới đất, sờ lưỡi dao trên tay nhìn về phía cô. Anh giơ tay cầm dao định đâm cô thì cô đã đưa tay lên trán anh để giờ. Ký ức xưa lại hiện lên trong tâm trí, cô ấy cũng đã từng làm vậy với anh. Joha từ từ hạ cánh tay xuống, sau đó thì ngất lịm đi. Bên phía tang lễ, trong lúc đang tổ chức, Min-ho và Jun-je nhận được tin xác Jun-ho đã biến mất khỏi nhà xác. Min-ho đi khắp bệnh viện tìm Jun-ho nhưng không thấy. Jun-je đã xác nhận với nhân viên rằng cái xác đã biến mất. Điều kinh ngạc hơn, mọi người trong bệnh viện thấy Jun-ho đã sống lại và tự đi ra ngoài. Jun-je lúc này vẫn không tin mọi thứ đều là sự thật. Anh chính mắt nhìn thấy Jun-ho đã qua đời, được bác sĩ khẳng định đã tử vong. Min-ho thì nghĩ có lẽ nào kỳ tích đã xảy ra với em trai mình. Sau khi tỉnh lại, Joha vẫn đang trong cơ thể Jun-ho. Anh nhìn hai bàn tay suy nghĩ. Mọi chuyện sau không thể chấm dứt được, có một tấm khiên chắn đã bảo vệ cô trước sự tấn công của Joha. Khi anh đang suy nghĩ về mọi chuyện, bỗng nhiên anh nghe được âm thanh gì đó. Nhìn về phía chiếc ghế dài trong phòng anh, quản lý Jun-je đang mơ. Tới cả trong mơ anh cũng cầu mong cho Jun-ho tỉnh lại. Trong đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh ngày đầu nhận việc của Jun-je. Joha rút cây kim đang ghim trên tay ra và đi ra khỏi phòng. Anh lê cơ thể mệt mỏi đi trên hành lang bệnh viện không một bóng người. Tay anh sờ vào vết thương ở cổ, anh nhớ lại vết thương mà Zita đã gây ra. Ánh mắt tràn đầy sắc khí bước đi trên hành lang. Min-ho đi đến chỗ bác sĩ hỏi về tình trạng của Jun-ho, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, anh sống lại như một kỳ tích. Nếu như để Jun-ho biết về căn bệnh này chắc anh sẽ sốc lắm. Với một người mới từ chỗ tử thần trở về, bây giờ lại phải quay trở lại đó. Đây là điều khiến anh không thể nào chấp nhận được. Min-ho vì để không một ai biết về căn bệnh này của Jun-ho, nên đã căn dặn bác sĩ không được phép nói cho bất kỳ ai, ông cũng đồng ý với Min-ho. Bên này, luật sư Kyung Se tìm tới phóng viên và đưa cho anh một bộ hồ sơ. Trong đó là bằng chứng Tae-ju gian gian díu díu mập mờ với Lee Seon. Dung Hoa đã khỏe hẳn nên đã xuất viện, đang đi trên đường mà cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Quay lại thì thấy Jun-ho ở trên sân thượng đang nhìn chằm chằm mình. Không nghĩ nhiều, cô liền chào tạm biệt rồi rời đi, để lại Jun-ho với nỗi căm hận trong lòng. Anh hạ quyết tâm lần này sẽ xử lý cô bằng được. Lúc anh định đi về phòng, có nhiều bệnh nhân trong bệnh viện đã nhận ra anh. Mọi người đều thắc mắc có phải anh đã được hồi sinh hay không. Lúc này anh cất giọng lạnh lùng, hãy tránh xa tôi ra. Jun-je lập tức xuất hiện với một cái mền giải vây cho anh. Ngay sau đó Jun-je đã yêu cầu kiếm thêm vệ sĩ bảo vệ Jun-ho. Jun-je trách móc tại sao khi anh tỉnh lại lại không kêu mình dậy. Từ lúc anh quay lại từ biệt danh bạn trai quốc dân mà anh bị đổi lại thành bạn trai hồi sinh. Jun-je kể khổ với anh, khóc lóc vì nếu Jun-ho qua đời anh cũng không biết phải làm sao. Bên phía Lee Seon, cô vẫn không có ý định đi thăm Jun-ho, từ lúc anh tỉnh lại đã chia tay rồi còn đi thăm làm gì. Trong lúc Lee Seon đang trang điểm, Tae-ju đột nhiên xông vào phòng. Chất vấn cô tại sao không nghe điện thoại của anh cũng đã bị loại bỏ khỏi phim truyền hình rồi mà. Mọi người đều bàn tán anh là thứ mặt dày vô lương tâm. Tae-ju lúc này bị dính phốt ngoại tình, anh đang suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là do ai làm. Lee Seon đưa những bức ảnh ngoại tình của anh cho anh xem. Người đằng sau chuyện này là Min-ho. Anh ta cũng đã đe dọa cô nếu như phim lần này cô không đóng với Jun-ho, thì những tấm hình này sẽ được tung lên mạng. Nghe tới đây Tae-ju tức tới sôi máu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Jun-ho nhờ anh quản lý trở đến nhà Dung Hoa, khiến anh quản lý ngạc nhiên hỏi. Jun-je nghĩ anh đã rơi vào lưới tình với ân nhân cứu mạng của mình vì quá tức Lee Seon. Những lời nói này của Jun-je đã khiến anh tức giận. Anh nhìn quản lý với vẻ mặt lạnh lùng, cảnh cáo anh nếu nói năng lung tung một lần nữa anh sẽ cho gặp ông bà sớm. Làm Jun-je sợ tới mức tim muốn rớt ra ngoài. Tại nhà Dung Hoa, người chị cùng phòng đã tổ chức cho cô một buổi lễ, nhận bằng khen lính cứu hỏa của Thắng vì hành động rất dũng cảm. Đây là bằng khen ước mơ mà cô mong muốn bấy lâu nay.
Trong lúc người chị đi vô bếp lấy rượu để uống mừng vì cô được nhận bằng khen thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô tiến lại kiểm tra thì phát hiện người đó là Jun-ho, anh ta nở một nụ cười quỷ dị. Nhưng khi mở cửa ra cô lại chẳng thấy ai, cô đi khắp nơi tìm anh. Trong lúc cô đang đứng lại suy nghĩ, anh xuất hiện với con dao từ phía đằng sau cô đi tới. Nhưng sau đó lớp khiên bảo vệ cô xuất hiện khiến anh bị văng ra mấy mét. Định thần lại, cô thấy tay anh đang chảy máu, định tiến lại kiểm tra nhưng bị anh từ chối. Anh muốn hỏi thứ bảo vệ cô vừa rồi là gì, nhưng cô không hiểu những gì anh vừa nói nên nghĩ anh bệnh thật rồi. Vừa lúc tiếng điện thoại cô vang lên, một người tự xưng là người bảo hộ của Jun-ho nhắn đến, nếu cô đang ở cùng Jun-ho thì hãy bắt máy. Cô hỏi anh trốn khỏi bệnh viện đúng không, anh giật lấy điện thoại trên tay cô. Giờ người cũng đã chịu nhìn ra rồi sao? Cô nhớ những lời này là cô đã từng nói với Jun-ho, nên Jung-hwa cứ nghĩ là anh muốn trả thù mình. Anh quăng chiếc điện thoại cô xuống đất hỏi cô thứ bảo vệ cô là gì. Cô nói rằng thứ người lính cứu hỏa sợ hãi nhất chính là bỏ lỡ tính mạng trước mắt mình. Nếu thật sự có thần hộ mệnh, cô muốn người nó bảo vệ sẽ là người khác chứ không phải cô. Nói dứt câu cô liền quay lưng rời đi. Cô vừa đi thì Jun-je và Min-ho cũng đi đến đưa Jun-ho về nhà. Min-ho lúc này đang nói chuyện với Jung-hwa, anh nói thật về bệnh tình của Jun-ho cho cô nghe. Jun-ho trở thành như thế này là do chấn thương tâm lý nên mới ăn nói linh tinh như thế. Min-ho đề nghị sẽ đền cho cô chiếc điện thoại mới và rời đi. Jo-ha bước vào căn nhà nơi Jun-ho từng sống, nhìn mọi thứ đều cảm thấy rất lạ lẫm. Cùng lúc đó Min-ho vừa về tới nhà, anh kêu Jun-ho lại để anh xử lý vết thương dùng cho. Jun-ho đứng ngây người nhìn anh một lúc rồi tiến về phía Min-ho, bỗng dưng giọng anh thay đổi. Jo-ha suy nghĩ rốt cuộc Jun-ho là con người như thế nào. Lúc Jo-ha định quay lưng rời đi, Min-ho đã nắm lấy cánh tay anh, lấy trên bàn hai cuốn kịch bản phim mà Jun-ho muốn đóng nhất cho anh. Cơ hội là thứ nhất, khi đã có thì đừng đánh mất nó. Jun-ho về phòng cầm trên tay cuốn kịch bản, dường như anh phát hiện ra điều gì đó. Lúc nhỏ một nhà sư nhỏ tuổi đã tặng chuỗi hạt cho cô, cái đó chính là bùa hộ thân của Jung-hwa. Jung-hwa nằm trên giường suy nghĩ rất lâu về chuyện của Jun-ho. Cô cảm nhận được Jun-ho không được bình thường, chắc anh ta mệt mỏi với chấn thương tâm lý này lắm. Cô nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ cô cũng đã từng bị như vậy. Cô đồng cảm với chuyện của Jun-ho. Tại công ty mọi người đang thảo luận về buổi họp báo ra mắt phim mới, đồng thời cũng tuyên bố sự trở lại của Jun-ho nhưng bị Jun-je phản đối. Dạo gần đây Jun-ho có những biểu hiện rất kỳ lạ không được bình thường. Từ chuyện Jun-ho tấn công Jun-je khi đang lái xe ném cả điện thoại của Jung-hwa, ăn nói thì đáng sợ. Nhưng Min-ho chỉ cho rằng đó là do chấn thương tâm lý gây ra. Vừa lúc Jun-ho bước đến, Jo-ha bày ra dáng vẻ của Jun-ho, làm Jun-je cứ tưởng anh đã quay trở lại bình thường. Nhưng anh cần sự giúp đỡ của anh quản lý nên mới phải tập làm quen với mọi chuyện. Min-ho mời Jung-hwa đến dự buổi ra mắt phim của Jun-ho. Nhưng điều làm cô bất ngờ là Jun-ho mới là người mời cô đến đây. Trước mặt mọi người anh gửi lời cảm ơn đến ân nhân cứu mạng của mình là Jung-hwa. Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về cô. Jun-ho nói tôi sẽ không đánh mất cơ hội mà cô đã dành cho tôi đâu. Dù có chướng ngại vật gì cũng không thể ngăn cản được anh. Những lời nói của anh khiến cô ngây người, phóng viên cũng vây kín chỗ cô. Lee Se-un trong này đã gặp riêng Jun-ho. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau chia tay nhỉ. Ký ức lúc cuối cùng ở bên cô bỗng hiện về trong tâm trí anh. Vì để trốn tránh đám phóng viên, Jung-hwa lẻn vào một căn phòng. Vừa lúc bật đèn cô thấy Jun-ho đã ngồi đợi cô ở đây. Anh đứng dậy tiến về phía của cô yêu cầu anh làm ơn đi đâu cũng đừng nhắc tên cô. Mặc kệ những lời cô nói, Jun-ho vẫn tiếp tục bước về phía cô. Nếu như không nhờ cô tôi không thể xuất hiện ở đây được. Còn cô chỉ nghĩ Jun-ho thật sự không ổn thật, cô không hiểu những điều anh vừa nói. Ngược lại còn cổ vũ động viên anh cố lên. Trong lúc cô lui về sau đã đụng phải công tắt đèn làm cho căn phòng trở nên tối hẳn. Anh muốn cô ở bên cạnh anh để anh có thể nhìn thấy cô ở một khoảng cách thật gần. Vừa nói dứt lời anh vừa bật công tắc căn phòng sáng lên hẳn. Ở quán rượu Tae-ju vì bị Jun-ho cướp mất vai diễn nên rất bực tức. Bà chủ quán rượu khuyên anh nên về nhà nhưng không thành. Anh tức giận cầm chiếc ly trên tay ném thẳng về phía tivi, bà chủ hốt hoảng chạy đi. Tae-ju lúc này như nổi điên đập phá hết mọi thứ. Lee Se-un sau buổi họp báo đang rất bực tức. Mới vừa chia tay mà Jun-ho đã không thèm nói chuyện với cô. Cô trợ lý của cô cũng cảm thấy hôm nay Jun-ho rất lạ mà là đẹp trai đến kỳ lạ. Jung-hwa sau khi quay về đội cứu hộ liền lên mạng tra thông tin bạn gái của anh. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại cô vang lên, thì ra cô bị lạc mất đồ ở bữa tiệc. Nhưng bên phía tìm đồ thất lạc không tìm thấy đồ của cô, mà đồ của cô hiện tại ở chỗ Jun-ho. Vì để tìm được vật hộ thân của cô, anh nhờ Jun-je tìm kiếm cái am nhỏ mà anh từng thấy nhà sư cho cô vật hộ thân đó. Nhưng Jun-je thắc mắc mỗi lần anh mở miệng chỉ nhắn đến Jung-hwa. Sau đó Jo-ha đã kể cho Jun-je nghe chuyện của mình. Jo-ha vướng phải lời nguyền địa phược linh mà lại không thể tự do phải mượn thân xác của người quá cố. Nên vào ngày Jun-ho qua đời anh đã mượn thân xác và nhập vào. Sau khi nghe được tin Jun-ho đã qua đời thật rồi, anh thật sự đã sốc. Để chứng minh những điều mình nói là đúng, anh đã điều khiển bóng đèn trong nhà cho nó phải chớp tắt liên tục, khiến Jun-je sợ đến mức phải cầu trời Phật. Vì để Jo-ha có thể rời đi sớm hơn, Jun-je đã đồng ý giúp anh đi tìm cái am đó. Đại sư lúc này đang đứng ngắm trăng. Sư Hae-in bước ra hỏi đại sư sao giờ này thầy chưa ngủ. Đại sư cảm giác đêm nay gió hiu hiu mát mẻ, dường như có khách sắp đến. Sư Hae-in lại không nghĩ vậy, ở nơi đây mà cũng có người chịu đến đây thật đáng cảm tạ. Tae-ju lúc này vì đã uống khá nhiều đi đến nhà của Jun-ho gây sự. Anh cầm một viên gạch lớn ném về phía chỗ Jun-ho đang đứng. Nhưng Jun-ho lúc này đã dùng năng lực của mình ném viên đá ra chỗ khác. Trong lúc Tae-ju đang đứng nói nhảm vô tình nhắc đến Jung-hwa, khiến Jun-ho tức giận, lập tức anh xuất hiện trước mặt Tae-ju.
Anh cảnh cáo Tae-ju nếu như dám đụng vào cô ấy anh sẽ dạy cho Tae-ju một bài học. Min-ho khi xem cam xong phát hiện chuyện Tae-ju tối qua đến đây gây sự. Anh liền nhờ Jun-jae kiếm vệ sĩ. Nhìn to cao lực lưỡng vậy chứ chỉ bằng một cái bắt tay mà Jun-ho đã hạ gục được tên vệ sĩ. Có lẽ ta cần phải tìm một vệ sĩ mới rồi. Jun-ho yêu cầu tự anh sẽ chọn vệ sĩ cho mình. Dung Hoa bên này được trao bằng khen lính cứu hỏa của tháng. Cảm ơn sự tận lực thực hiện nghĩa vụ của một người lính cứu hỏa và bảo vệ được tài sản tính mạng của con người. Vì thế quyết định cử lính cứu hỏa Dung Hoa là một trong ba đề cử đặc phái đến căn cứ khoa học Nam Cực. Mọi người đều tán thưởng cô, ngay sau đó họ đã cùng nhau đi ăn mừng. Cô uống từ ly này qua ly khác, cô cảm giác mọi thứ đều quay cuồng. Nhìn poster trên tường của Jun-ho mà cứ nghĩ là anh đang đứng trước mặt mình. Trong lúc mơ màng thì Jun-ho thật sự đã xuất hiện, cô sợ tới mức ngu người. Trong lúc cô chuẩn bị rời đi anh lại yêu cầu cô làm vệ sĩ cho mình. Anh muốn cô ở bên cạnh mình không rời nửa bước. Anh nghĩ chỉ có ở gần cô anh mới mau chóng bình phục được. Cô đã nói rằng mình sẽ chuyển đi thời gian tới. Nhưng anh đã nói rằng cô không thể đi bất kỳ nơi đâu được. Cô muốn cá với anh xem lần này cô có đi nổi không. Hình ảnh Zita lúc này hiện ra trước mắt anh. Nếu cô thắng thì Jun-ho không được xuất hiện trước mặt cô nữa. Ngược lại nếu anh thắng thì cô phải đến làm vệ sĩ cho anh. Hình ảnh Zita cá cược với Joha. Cho đến khi đi hết cây cầu này Joha không được quay lại nhìn Zita dù chỉ một lần. Anh bước từng bước trên cây cầu mặc cho cô đứng ném đá về phía anh cũng không quay mặt đi. Zita bước đến ôm lấy anh, mặc dù đã phạm quy anh vẫn đẩy cô ra và đi tiếp. Đi được hai bước quay lại nhìn lấy cô, Zita đã thắng cược, anh tiến đến và hôn lấy cô. Joha trong cơ thể Jun-ho lúc này cũng suy nghĩ, nếu anh cũng phạm quy mong cô đừng oán trách anh cũng chỉ là học từ nàng mà thôi. Nếu anh phạm quy thì cũng chỉ vì muốn giữ cô ở bên cạnh mình, mong cô sẽ không oán trách anh. Sau khi tỉnh lại cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cá cược với Jun-ho. Cô đi đến nơi gốc cây chôn cất ba, cô còn rất nhớ ba. Cô cầm trên tay giấy khen lính cứu hỏa của tháng để khoe với ba rằng con đã làm được. Con sẽ thay ba biến tất cả giấc mơ của ba thành hiện thực. Hôm nay là ngày cô đến phỏng vấn ứng tuyển vào đội đặc phái đến căn cứ khoa học ở Nam Cực. Cô hy vọng ba mình có thể phù hộ cho cô được đậu buổi phỏng vấn. Trong lúc cô đang đi về vô tình bắt gặp Jun-jae và Jun-ho đang đi về phía mình. Dung Hoa cô ngay lập tức kiếm chỗ trốn. Jun-jae đi khắp nơi để kiếm cái am như Joha mô tả, chỉ có duy nhất nơi này là giống như anh mô tả nhất. Dung Hoa ở phía sau đang thắc mắc tại sao anh lại đến đây, sự tình cờ này thật đáng ngờ. Trong lúc đi đến cái am Joha bắt gặp đại sư đang đi đến. Anh tiến lại chào hỏi, lâu quá mới gặp lại sư thầy. Nhưng đại sư tuổi đã cao nên trí nhớ không được tốt lắm. Joha thắc mắc hỏi, có vẻ bây giờ thầy không làm bùa hộ thân nữa nhỉ? Vì mắt đã mờ nên sư không còn làm những việc đó nữa, nhưng nhà kho đó vẫn để nguyên, nói xong sư xin phép đi trước. Joha bước vào nhà kho tìm kiếm khắp nơi trong tủ nhưng thứ anh tìm vẫn không có. Anh liền rời đi để lại Jun-jae vẫn đứng ngơ ngác ở đó. Sư Hae-in đứng từ xa thấy anh rời đi thở phào nhẹ nhõm. Anh lập tức chạy tới chỗ đại sư, vừa nãy thầy có thấy không? Thứ con thấy ở tàu điện ngầm và trên người đứa bé đó, đại sư búng vào trán anh một cái. Địa phược linh là một thứ không dễ đối phó, nó đang tìm bùa hộ thân. Anh lo cho tính mạng của Dung Hoa, mọi việc xảy ra tất cả đều có lý do. Cho dù kiếp này cô ấy lương thiện nhưng chắc chắn kiếp trước của cô ấy đã gây ra tội lớn nên bây giờ cô ấy phải trả giá. Đây là chuyện mà không thể ngăn cản được bằng sức người. Nói xong đại sư rời đi. Dung Hoa lúc này đứng ở trạm xe buýt đợi bắt xe. Bỗng nhiên có người gọi và báo tin buổi phỏng vấn đã được hủy bỏ. Do bên đội cô vừa nhận được một công văn, yêu cầu Dung Hoa quay hợp tác quảng cáo công ích diễn ra trong ngày hôm nay. Điều này làm cô rất khó hiểu, cô nhớ ngay đến việc này phải có liên quan đến Jun-ho. Tại phim trường ghi hình cho buổi quảng cáo, cô tìm kiếm anh ở khắp nơi. Cô nhìn thấy anh đang bị vây quanh bởi một đám nữ fan hâm mộ, cô liền đi về phía anh. Lúc này điện thoại anh nhận được một tin nhắn yêu cầu anh phải ra xe, còn không thì người đó sẽ tới chỗ của Dung Hoa. Anh liền nhớ đến người này có thể là Tae-ju, sau đó lập tức rời đi. Lúc này cô đi tới như không nhìn thấy anh đâu, nhìn một lúc thấy cánh cửa đối diện đang mở. Cô không suy nghĩ nhiều mà đuổi theo ra tới bãi xe. Cô đi về phía chiếc xe màu trắng đang đậu gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi. Cô liền mở cửa ra phát hiện Jun-ho đã ngất xỉu trên xe, kiểm tra mạch vẫn đập. Cô nhìn xuống đất thấy một ống tiêm. Vừa lúc nhặt lên có người đã đánh ngất cô từ phía sau, bỏ lại túi và điện thoại ở lại rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Min-ho nhờ cảnh sát kiểm tra camera xung quanh nhưng chẳng nhận dạng được người nào. Trong lúc Jun-jae đi kiểm tra ở bãi xe phía sau, anh nhặt được đồ của Jun-ho và ba lô của Dung Hoa nằm trên đất. Bên này Tae-ju vẫn chưa ý thức được chuyện gì thì đã bị cảnh sát bao vây. Min-ho tiến đến túm lấy áo anh hỏi tin tức của Jun-ho nhưng Tae-ju vẫn không nói. Trong lúc anh vui mừng, tên đàn em của anh chạy tới báo rằng không thấy Jun-ho ở đâu. Đến giờ này anh mới phát hiện đã có người khác hốt tay trên. Cảnh sát quyết định hốt cả đám về đồn. Tại nơi bắt giữ Dung Hoa và Jun-ho, cô tỉnh dậy thấy cả người đều bị trói. Cô tiến về phía Jun-ho và gọi anh dậy. Cô mò trong túi lấy ra một cây dao, sau đó cắt dây và trốn đi. Lúc đám bắt cóc quay lại chẳng thấy cô đâu, trong lúc không để ý cô đã hạ gục được vài tên. Nhưng vì nó quá đông nên cô đã bị một tên đánh lén sau lưng. Trong lúc cô không để ý, một tên đã hất cát vào mắt cô. Sau đó cô bị anh ta đạp cho một phát bay xuống dưới và bất tỉnh. Trong lúc đó Joha đã tỉnh lại, một mình anh xử lý đám đó một cách nhẹ nhàng. Nhưng tên chủ chốt đã nhặt một mảnh kính lên đe dọa sẽ sát hại Dung Hoa. Vô tình mảnh kính đó đã chạm vào cổ cô khiến anh điên lên tiến tới ghì chặt đối phương. Anh muốn biết người đứng phía sau tất cả mọi chuyện là ai nhưng họ cũng không biết.
một người đàn ông như vô gia cư mang đến cho hắn một túi tiền và yêu cầu anh bắt cóc Jun-ho. Anh bước đến chỗ Dung Hoa, anh muốn lấy tay sờ lấy cô. "Cô đừng lo, kiếp này tôi sẽ không để cô chết dưới tay kẻ khác đâu." Xe cảnh sát lúc này cũng đã đến. Dung Hoa tỉnh lại mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tất cả cảnh sát đều ngơ ngác nhìn cô. Tại đồn cảnh sát, Dung Hoa bị bắt cóc nhưng không bị thương gì nhiều. Ngược lại, những tên bắt cóc lại phải nhập viện để điều trị, điều này thật đáng ngờ. Bên cảnh sát cho rằng cô là tự vệ quá mức cho phép nên cần phải hợp tác điều tra. Khi cô hỏi cảnh sát về tình trạng của Jun-ho, được biết anh ấy đã được phát hiện ở một nơi cách cô khá xa, hiện tại đang nhập viện điều trị. Tại phòng bệnh, Jun-ho đang xem tin tức về vụ bắt cóc của mình. Vừa lúc Min-ho bước vào, Jun-ho nói có người đã cố ý hãm hại anh đến tận 2 lần. Chuyện lần trước tại sông Hàn cũng đã có người mai phục sẵn. Đợi Jun-ho lên chiếc xe đó và tiêm cho anh một ống tiêm khiến anh ngất xỉu. Anh đề nghị Min-ho nên điều tra chuyện này trước, nhưng bên phía cảnh sát lúc này cũng đang điều tra. Dung Hoa sau khi từ đồn cảnh sát về nhà, sau khi tắm xong, trong lúc đang nói chuyện với chị, nghe cô hỏi về vết thương ở cổ mình. Cô vẫn không nhớ tại sao lại có vết thương này. Jun-ho đứng dưới mưa nhìn về phía điện thoại công cộng chờ Jun-je. Đúng như anh đoán, khi xin phép được check camera ở đây đã phát hiện một người đàn ông đáng ngờ. Người này cũng là người đứng sau vụ bắt cóc của anh. Tại sao họ đã nhắm đến Jun-ho còn phải động đến cả Dung Hoa? Do Ha đã dùng linh hồn của mình xuất ra khỏi cơ thể Jun-ho đến bắt người đàn ông. Ông ta sợ hãi tới mức phát điên chạy vào một căn nhà bỏ hoang. Bên tai ông vẫn luôn nghe được giọng nói của Do Ha. Vì để chấm dứt mọi chuyện, ông đã nhảy từ tầng thượng xuống. Trong lúc Chun Hoan đang ủi đồ nhìn thấy bản tin công chiếu phim mới của Jun-ho. Đã lâu rồi không được gặp dưới góc nhìn của đại hoàng tử Do Ha. Ông ta nở một nụ cười quỷ dị, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra với Do Ha. Người đàn ông này là ai mà biết được thân phận của Do Ha? Từ 1.500 năm trước, ông ta đã nhắm đến Zita cho đến kiếp này cô đầu thai thành Dung Hoa. Những hành động của Dung Hoa đều bị cư dân phản đối, đòi cắt chức của cô. Sau buổi họp cấp trên quyết định đình chỉ công tác 3 tháng đối với Dung Hoa, điện thoại cô lúc này có rất nhiều thông báo đến từ phía phóng viên. Cô nhìn những dòng tin nhắn mà tâm trạng rất rối bời, quyết định tắt nguồn điện thoại. Trong lúc Jun-je đang mải mê suy nghĩ về những lời Do Ha đã nói, có hai anh cảnh sát tiến đến hỏi thăm. Họ lấy ra một bức ảnh chụp được ở gần văn phòng bọn bắt cóc đưa Jun-ho xem. Thêm một bức ảnh là một người đàn ông đáng ngờ xuất hiện, tiện hỏi xem Jun-ho có liên lạc được với Dung Hoa hay không. Nghe nói cô ấy bị đình chỉ công tác và điện thoại cũng không liên lạc được. Anh tức tốc chạy đi tìm cô, định rời đi thì anh nhận được tin nhắn của Min-ho, Dung Hoa đang ở chỗ anh. Vì để gặp được Dung Hoa, Min-ho đã lừa cô, Jun-ho đang hôn mê rất nguy kịch. Cô không hiểu vì sao mà anh phải làm vậy, thời gian của Jun-ho không còn nhiều nữa. Lần đầu anh biết được Jun-ho mắc phải căn bệnh này cũng chính là ngày mà anh bị rớt xuống sông. Nhờ có cô chứ không anh đã mất Jun-ho khi còn chưa kịp nói lời từ biệt. Kể cả chuyện có người muốn sát hại Jun-ho, anh cũng không hay biết Jun-ho đã trải qua biết bao nhiêu kiếp nạn. Suýt đăng xuất đều nhờ cô cứu một cách phi thường. Nên anh tin rằng tất cả mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên. Anh đề nghị sẽ giúp cô thuận lợi phục chức. Đổi lại anh muốn Dung Hoa hãy ở bên cạnh và bảo vệ Jun-ho trong vòng 1 tháng. Dung Hoa suy nghĩ về những lời mà Jun-ho đã nói, một lúc sau cô đã có mặt tại nhà anh. Dung Hoa vào nhà nghỉ, khắp nơi kêu tên anh nhưng chẳng có ai phản hồi. Trong lúc đi tìm, cô đã bước lên những tảng đá giống như ở chỗ cây cầu từng cá cược với Do Ha. Bỗng nhiên lúc này Jun-ho xuất hiện từ phía sau, ném những viên đá về phía chân cô. Vụ cá cược lần này là tôi thắng đúng chứ? Dung Hoa nổi giận, tại sao anh nghe thấy tôi kêu anh lại không trả lời? Anh từ từ tiến đến chỗ cô đứng, cô hỏi anh chỉ còn 1 tháng đúng không? Kể cả chuyện có người muốn hại anh cũng là thật. Dung Hoa bảo anh phải sống cho thật tốt. Nhưng Jun-ho chỉ cần cô ở bên anh 1 tháng. Cô chỉ cần ở bên cạnh anh, bảo vệ anh để không có gì có thể ngăn cản được anh. Dung Hoa và Min-ho đã ký kết hợp đồng làm vệ sĩ. Lúc đầu anh nghĩ cô sẽ không đồng ý, nhưng vì để sáng tỏ vụ việc đó, cô đành đồng ý với anh. Dung Hoa sau khi làm vệ sĩ cho Jun-ho, cô lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh. Lúc này Jun-ho nhìn cô quay lưng rời đi. Trong lúc Dung Hoa đi rửa tay, cô gặp được những cô gái fan hâm mộ của Jun-ho. Dung Hoa cũng vì vậy mà phát hiện ra Jun-ho bị mắc chứng khó đọc. Một đoạn văn mà anh đọc tận 8 tiếng mới xong. Thì ra lý do mà anh có thể nổi tiếng chính là vẻ đẹp ngốc nghếch này. Trong lúc buổi đọc kịch bản chuẩn bị bắt đầu, Jun-ho bị chế giễu quá nhiều, cậu muốn rời đi nhưng bị Dung Hoa giữ lại. Cùng lúc Lee Seung cũng đi đến ngồi chế giễu anh. Buổi đọc hôm nay sẽ kết thúc trong bao lâu, 10 tiếng hay 11 tiếng khiến mọi người ở đó đều bật cười. Dung Hoa khuyên anh không phải không có thứ gì có thể ngăn cản được anh sao. Anh hãy cho họ thấy anh là ai đi, buổi đọc kịch bản chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên anh đóng vai cổ trang. Khi tới lượt anh đọc, anh thể hiện y như một vị vua thật sự. Những lời nói đó của anh khiến mọi người cảm thấy quá sốc. Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, tới cả Lee Seung đang ngáp ngủ cũng phải ngạc nhiên. Ông đạo diễn khó tính còn phải vỗ tay hoan hô anh. Sau khi kết thúc, Min-ho cảm ơn cô, mới ngày đầu mà cô đã làm việc quá vất vả rồi. Anh đi đến chỗ Jun-ho, thấy em đột nhiên đổi cách nói chuyện, anh đã rất lo lắng đấy. Lúc này anh quản lý chạy đến ôm chầm lấy Jun-ho. Anh quay lại nhìn Jun-je với ánh mắt sắc khí, vô tình hất nước lên áo của Jun-ho. Dung Hoa đã giúp anh quản lý đi lấy một cái khác cho Jun-ho. Anh định đi theo nhưng bị đạo diễn chặn lại. Không ngờ Jun-ho lại có tài năng về phim cổ trang như thế. Jun-ho chỉ có đứng nhìn Dung Hoa đi từ xa. Anh cùng lúc chiếc ghế sau lưng bỗng nhiên ngã. Nhìn theo đó anh thấy bóng dáng của Tae-ju đang định rời đi. Tae-ju bước đến chỗ Lee Seung chất vấn cô, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Jun-ho hôm nay đã làm tốt hơn anh rất nhiều, anh cảm thấy rất vô lý.
Một thằng vốn diễn dở tệ tại sao hôm nay có thể làm tốt vậy chứ, khiến cô cũng phải giật mình. Có điều gì đó rất kỳ lạ, cô cũng thắc mắc tại sao anh lại đến được đây. Dù gì cũng đâu có liên quan đến cô, đời này của anh cũng xong rồi. Nói xong cô quay lưng rời đi, để lại Tae Joo một mình đứng ở đó bực tức. Cô vừa rời đi, Chun Hwan bước đến nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên đưa anh. Chỉ bằng một cái bắt tay mà anh đã dần dần mất đi ý thức, ngất xỉu tại chỗ. Dung Hoa lúc này bước ra ngoài cũng rất khó hiểu, rõ ràng anh ta bị mắc chứng khó đọc mà. Bị chấn thương tâm lý mà, có khi nào do cô nên anh ta có thể bình phục lại không? Cô đi về hướng chiếc xe của Jun Jae. Bên này vì thấy cô đi khá lâu, anh có một sự cảm không lành. Ngay lập tức điện thoại cho Jun Jae hỏi cô đã quay lại chưa, nhưng anh bảo chưa. Nhìn về phía chiếc xe, anh thấy có bóng dáng ai đang đứng phía sau cốp xe. Anh liền đi đến phát hiện ra cô. Cô hỏi anh tại sao chiếc áo anh mặc lúc bị bắt cóc lại ở đây. Anh phủ nhận chiếc áo đó không phải của mình, nhưng cô chắc chắn đây chính là chiếc áo đó. Cô đi theo anh và hỏi anh đã bao giờ nghe thuật ngữ vết máu bắn chưa? Là vết gây ra do máu bắn ở cự ly gần, tại sao nó lại xuất hiện trên áo anh? Cô quay lưng rời đi, anh định nắm cánh tay cô lại nhưng tường bảo vệ lại xuất hiện đẩy ra xa. Lúc này anh nhận thức được chiếc vòng trên tay cô chính là bùa hộ mệnh. Lúc nhỏ do cô đeo chuỗi hạt bị mấy đứa khác chê cười giật đứt, bố cô đã nhặt lên dùng để cô phải luôn đeo nó trên người. Tae Joo đang mất đi ý thức nửa tỉnh nửa mê lao xe với tốc độ cao đến chỗ Jun Oh. Dung Hoa thấy chiếc xe đang lao đến không nghĩ gì nhiều đẩy Jun Oh qua một bên. Còn cô hứng chọn cú đâm trực diện ngã lăn ra đất. Jun Oh thấy cảnh này thì ngây người, anh đã hứa sẽ không để cho cô chết dưới tay kẻ khác. Nhưng bây giờ anh tận mắt chứng kiến cô bị người khác ám hại. Jun Oh tiến lại phía cô đỡ cô ngồi dậy, Dung Hoa hãy mau tỉnh dậy đi. Chun Hwan lúc này đang ngồi một bên nhìn về phía anh và lắc đầu. Trái tim yếu đuối cỡ nào mới có thể như thế. Đừng có đau buồn quá vì mọi chuyện diễn ra đã quá tốt đẹp rồi, ông ta nở một nụ quỷ dị. Jun Oh lúc này nắm lấy tay cô, chiếc vòng tay cũng vì thế mà bị đứt. Trong bệnh viện các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho cô. Ta không thể đánh mất cô như thế này được. Vừa lúc Min Oh đi đến ngăn cản anh đi đến chỗ Dung Hoa, hồn Do Ha đột nhiên bị xuất ra khỏi xác Jun Oh. Cô xuyên không về khoảng thời gian 1.500 năm trước, lúc cô đi ám sát Do Ha bất thành bị anh đâm lại một nhát vào vai. Cô tỉnh lại nhìn thấy Do Ha đang đứng trước mặt mình. Anh từ từ cầm thanh kiếm đưa về phía cô. Cô rút thanh kiếm chỉ về phía anh ta và muốn xử lý ngay lập tức, nhưng nhìn cách cô cầm kiếm là biết võ nghệ cô cao cường đến đâu rồi. Cô lại ra tay hơi cồng kềnh nên chắc chưa hại được ai đâu nhỉ. Trong lúc cô suy nghĩ những lời anh nói, anh đã tiến đến và lấy lại thanh kiếm của mình. Ta đã nói rồi, ta đã cố tình tránh tất cả các điểm yếu của cô. Đó là thứ mà anh không phải muốn làm ô uế là được đâu. Cô định xông đến, anh đã dùng thanh kiếm nhắm thẳng vào điểm yếu của cô. Cô chỉ dựa vào sự liều lĩnh mà muốn trả thù sao, thật ngạo mạn. Hại một người đã sẵn sàng đón nhận cái chết thật quá dễ dàng. Nói xong Do Ha liền rời đi. Thì ra cô là con gái của đại tướng quân Gaza, cô vẫn còn sống. Jita đang ở sân tập bắn cung, Do Ha vô tình đi đến. Nhìn thấy cô còn chưa kịp khỏi hẳn đã ra đây tập bắn cung. Mới sáng sớm đã luyện tập chăm chỉ quá nhỉ. Anh bước đến chỗ cô, dù ta có đứng trước mặt nàng chưa chắc nàng đã bắn tới được gót chân ta đâu. Anh cứ nghĩ cô đã bỏ trốn khỏi đây rồi chứ, vì muốn sống sót để lập mưu đồ cho ngày sau. Ba ngày làm nô tì, lúc tờ mờ sáng thì luyện tập cách thủ tiêu Do Ha. Anh bước đến dạy cô bắn cung, bắn một phát trúng vào trung tâm của biển. Cô phải nhắm chính xác vào tim ta, như vậy ta mới đăng xuất được. Cô quay về phòng suy nghĩ về những lời Do Ha vừa nói, sao cứ như người chán đời vậy vậy. Sau khi diện kiến thánh thượng trở về, Do Ha thấy trên bàn mình có một chiếc hộp do cha mình ban tặng, trong đó chứa quả cây thủy tùng. Thì quả tuy ngọt như quả hồng nhưng hạt của nó lại chứa kịch độc. Người ta thường bôi chất này lên mũi tên trước khi ra chiến trường hoặc là dùng để tự kết liễu. Dù sao cũng là quà của phụ thân ban tặng nên anh cũng không muốn bỏ đi. Jita đưa thức ăn tới cho Do Ha và phụ thân của anh ta. Mỗi lần như vậy anh sẽ nếm trước tất cả để xem có độc không rồi mới đưa cho phụ thân ăn. Lúc cô đưa đồ ăn xong quay về, những người hầu khác vì ganh ghét cô nên đã cố ý gạt chân cho cô ngã. Mọi người bắt cô đi hầu hạ cho đại nhân. Chưa đợi cô đồng ý thì họ đã ném tư trang của cô vào người cô, mặc kệ cho cô có hầu hạ nổi không. Nói xong cô liền đi đến chỗ Do Ha, mặc kệ sự ngăn cản của anh, cô vẫn quyết tâm phải đi cho bằng được. Cô cưỡi ngựa đi trước, Do Ha cũng đuổi theo phía sau. Cả hai cũng đi qua một thảo nguyên rộng lớn, dừng lại trên núi để nghỉ ngơi. Trong lúc đó anh yêu cầu cô không được đi theo. Anh đến chỗ những hòn đá được chất cao dưới cây to. Nhớ lại trận chiến vừa rồi đã xảy ra, cùng lúc cô đi đến thấy anh đang đổ nước gì đó lên những hòn đá khiến cô khó hiểu. Jita bước đến và hỏi ngài đang cầu xin cho ai vậy? Do Ha lúc này đang cầu xin cho những người đã bỏ mạng trong trận chiến. Đó là nhiệm vụ mà anh được giao. Còn việc tiêu diệt quân phản loạn Gaza là bất đắc dĩ để chấm dứt chiến tranh một cách nhanh chóng. Ngài bảo bất đắc dĩ, vậy tại sao phải cầu xin cho họ? Làm như vậy ta mới có một giấc ngủ bình yên, tội ác thì vẫn là tội ác. Vì cô đã không buộc dây cương nên hai con ngựa đã đi mất, họ chỉ có thể đi bộ tìm chỗ trú qua đêm. Trong lúc đi cả hai đều bị dính mưa và trốn vào một hang động. Anh nghĩ nếu cô có thể giết anh thì địa ngục trong lòng anh có thể sẽ được chấm dứt. Nhưng cô đã không tin những lời anh nói mà càng ngày càng hận anh hơn. Anh tâm sự những điều mà anh đã cất giữ bấy lâu, như nỗi đau mất gia đình của cô lại lớn hơn những gì anh nghĩ. Đến khi nào mà anh biết quý trọng mạng sống thì cô sẽ giết anh. Do Ha nhìn cô ngủ, anh từ từ tiến lại gần cô, đỡ cô dựa vào một tảng đá lấy áo của mình đắp cho cô. Thật nực cười, lời nói bảo anh sống lại được nói ra từ người muốn giết anh nhất, anh thật sự không thể hiểu nổi. Lúc này ngọn lửa đã tàn, Do Ha cũng đã nằm ngủ bên cạnh cô. Phụ thân của Do Ha khi thấy con trai chưa về liền tìm đến hỏi thuộc hạ.
Được biết anh ra ngoài với một nô tỳ đến giờ vẫn chưa thấy về. Ông lập tức cho người đi điều tra thân phận của Zita. Jun-ho lúc này tỉnh lại ở bệnh viện, mở mắt ra nhìn thấy Min-ho và Jun-je đang ở bên cạnh mình. Điều đầu tiên anh hỏi là về Dung Hoa, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, bây giờ đang ở phòng bệnh. Chưa để Min-ho nói dứt câu, anh đã đi kiếm cô, nhìn cô nằm trên giường bệnh qua khe cửa. Anh đẩy nhẹ cửa tiến về phía giường cô, anh nắm lấy cánh tay cô. Anh đưa tay lên định hại cổ cô, chấm dứt tất cả mọi chuyện. Cô từ từ mở mắt ra nhìn anh đại nhân, vừa lúc Min-ho chạy đến như không thấy bóng dáng của Jun-ho đâu. Cô có cảm giác có ai đó vừa ở đây với cô. Jun-ho lúc này đã rời khỏi phòng bệnh của Dung Hoa. Anh bước đi trên hành lang bệnh viện như người mất hồn. Jun-je đưa anh lên xe, anh vẫn suy nghĩ về những lời nói của cô. Không thể nào ấy lại nhớ ra những chuyện kiếp trước. Chị của Dung Hoa nghe tin cô vừa tỉnh lại liền chạy đến thăm. Bước vào căn phòng cô không nghĩ nó lại rộng như vậy, cô chạy tới chỗ Dung Hoa hỏi thăm. Trong lúc cô hôn mê dường như cô đã mơ một giấc mơ rất dài. Tae-ju lúc này đang trên xe của Chun Hoan. Anh không thể nào tin rằng bản thân mình đã đâm người khác. Anh không biết tất cả chuyện này đều do ông ta sắp đặt. Ông nở một nụ cười quỷ dị, Tae-ju đã khóc vì hoảng sợ. Chun Hoan đưa cho anh một chiếc khăn lau nước mắt. Tôi không nhớ gì cả, mở mắt ra đã thấy mình đang cầm vô lăng. Tae-ju hỏi tại sao ông lại giúp, ông chỉ đáp đó là một phần thưởng dành cho anh. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, tất cả mọi chuyện đều đi đúng hướng của nó. Ông đưa anh đến nơi mà không ai có thể tìm được anh. Truyền hình giờ đã đưa tin Tae-ju bị nghi ngờ là người đã lên kế hoạch hạ sát Jun-ho nhưng bất thành. Nghi ngờ anh còn có thêm đồng phạm cho việc này. Min-ho đưa cô chiếc vòng bùa hộ mệnh của cô, anh nhặt được nó ở hiện trường vụ tai nạn, nên nghĩ là của Dung Hoa nên mang trả lại. Cô cứ nghĩ là sẽ không tìm lại được nó. Cô cũng hỏi thăm về tin tức của Jun-ho nhưng anh vẫn ổn không bị gì cả. Tại đồn cảnh sát, bên phía cảnh sát phát hiện được trước khi vụ việc xảy ra. Tae-ju có đến gặp Lee Seon, lúc được mời đến điều tra cô chỉ bảo là đến chào hỏi anh ta, như liệu có thể tin được không. Vì nghe nói Jun-ho cũng đã từng có tin đồn tình ái và đúng lúc vai diễn của Tae-ju được giao cho Jun-ho. Lee Seon đến chỗ Min-ho yêu cầu anh đưa những bức ảnh chụp được cô và Tae-ju lúc đang nói chuyện với nhau. Mong anh đưa bản gốc hoặc hủy tất cả đi vĩnh viễn, hay là anh đã đưa nó cho bên phía cảnh sát. Anh đang nghi ngờ cô có liên quan đến vụ việc lần này, cô tức giận bỏ đi. Sau vụ việc bảo vệ Han Jun-ho, cô được rất nhiều anti-fan tặng quà. Trên đường về nhà, hai chị em gái đã nói chuyện rất nhiều. Chị cô lo cho cô xuất viện mau chóng để quay lại làm vệ sĩ cho Jun-ho. Lẽ nào cô có tình cảm với Jun-ho? Cô phủ nhận ngay lập tức, anh ta không phải là kiểu người mà cô thích. Min-ho sau khi về đến nhà nhìn thấy đồ ăn trên bàn chưa được động tới. Anh liền đi kiếm Jun-ho, em định ở trong nhà một mình như vậy à? Còn muốn tuyệt thực, cô ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại và đến làm vệ sĩ cho em. Nếu cô ấy có thể đánh cược cả mạng sống để cứu lấy em thì anh cũng có thể làm vậy. Sau đó anh đã rời đi để lại Jun-ho một mình suy nghĩ. Dung Hoa đứng trên sân thượng ngắm những cánh hoa rơi, nhìn xuống thấy Jun-ho đang đứng ở dưới. Cô định vẫy tay chào anh nhưng lại thôi, cô hỏi anh đến thăm tôi đấy à? Jun-ho từ từ ngước lên nhìn cô, anh nhìn cô suy nghĩ giống hệt cô của 1.500 năm trước. Sau đó cô liền đi xuống chỗ anh, lúc cô vừa xuống tới anh đã lái xe rời đi. Cô bắt taxi đi đến nhà anh, định điện thoại cho anh nhưng rồi thôi. Cô nhìn thấy hộp thuốc nằm vương vãi dưới đất, cô đi kiếm anh khắp nơi. Lúc nhìn thấy anh ngồi trên cầu thang, cô chạy đến kiểm tra. Điện 119 cho anh thì đúng lúc anh tỉnh lại. Anh hỏi cô thật sự là ai, tại sao anh lại do dự mà không thể xuống tay được. Những lời nói của anh khiến cô không thể nào hiểu nổi. Không để cho cô kịp phản hồi lại, anh đã ngất xỉu. Cô động viên anh phải sống tiếp vì cô đến đây là để cứu anh. Nghe được những lời này anh cũng có một chút cảm động. Dung Hoa dìu anh lên giường nằm nghỉ ngơi. Với tình trạng này anh phải đi đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng anh khăng khăng không chịu nên cô đành phải nhượng bộ. Cô định đi xuống nhà lấy cháo để bụng trống, như thế mà uống thuốc thì không tốt. Nhưng anh bảo không sao nên cô khỏi cần lấy. Dung Hoa hâm dọa anh nếu không chịu cô sẽ điện xe cấp cứu đi đến. Jun-ho lúc này nằm im không dám phản kháng, cô cười một cái và quay xuống nhà lấy cháo cho anh ăn. Trong lúc lấy cháo cho Jun-ho, cô nhớ lại những lời anh nói lúc nãy ở cầu thang. Không suy nghĩ nhiều, cô mang cháo lên cho anh ăn. Anh hỏi tại sao cô phải làm đến mức này chứ. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản, anh đừng xem thường trách nhiệm cứu người của lính cứu hỏa chứ. Khi nghe được những lời cô nói, anh cực kỳ tức giận, cô cứu người sao. Sau đó anh đuổi Dung Hoa ra khỏi nhà mình, cô cũng không quên dặn anh ăn uống đầy đủ. Sau khi rời khỏi nhà, Jun-ho cô đến chỗ Min-ho để nói chuyện. Anh nghĩ nên trực tiếp gặp mặt để nghe về tình trạng của Jun-ho. Anh là một người rất cứng cỏi nên Min-ho đã giấu tình trạng bệnh của anh với tất cả mọi người xung quanh. Em ấy muốn gì Min-ho cũng đều đáp ứng hết. Nhưng Min-ho vẫn sợ những quyết định của mình có khi nào gây tổn hại đến Jun-ho không. Trong lúc còn làm lính cứu hỏa, cô đã gặp không biết bao nhiêu vụ tai nạn. Từ những sự vui mừng đến mất mát, cô đều cảm nhận một cách rõ ràng. Sự mất mát lớn nhất là mất đi người mình yêu thương, để lại nỗi đau vô cùng to lớn cho người ở lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là nỗ lực hết sức để sau này không phải hối tiếc. Khoảng thời gian còn lại chỉ tràn ngập tình yêu thương. Những lời an ủi của cô cũng đã giúp Min-ho bớt lo lắng một phần nào. Thực sự trong lòng Min-ho luôn cảm thấy có lỗi và biết ơn Dung Hoa rất nhiều. Jun-ho đã ăn sạch bữa ăn do chính tay Dung Hoa chuẩn bị. Trong tình cảnh này mà mình vẫn cảm thấy đói bụng hay sao, rõ ràng là cơ thể có sự biến đổi. Nhưng mà Dung Hoa thật sự rất giống Zita. Dù có giống đến mức nào, cô ấy cũng không thể nào nhớ được chuyện của kiếp trước và cũng không thể nào nhận ra anh được. Anh có suy nghĩ có khi nào Dung Hoa chính là Zita hay không? Lúc này Jun-je xuất hiện phía sau, đem lịch trình tuần sau đưa cho anh. Anh quản lý thắc mắc Zita rốt cuộc là ai, cô gái đó chính là người đã trói buộc anh ở đây.
Nói đúng hơn, Dung Hoa chính là lần chuyển kiếp thứ 19 của Zita. Jun Jae khen anh luôn một lòng một dạ với cô gái anh không cho rằng là vậy. Do Ha lại không cho là như vậy, trong số 18 lần chuyển kiếp trước không có một người nào nhớ anh là ai cả. Zita ở trong phủ của Do Ha làm việc của một nô tỳ. Khi đang phơi đồ, cô nhìn thấy chiếc áo anh đã đắp cho cô tại hang động. Cô nhớ đêm hôm đó lời nói kêu anh phải sống lại được nói ra từ người muốn hại anh. Lúc này Do Ha đi tới nhìn thấy cô đang phơi đồ cho mình, lâu rồi ta mới được chìm sâu vào giấc ngủ như này. Anh tỉnh dậy nhìn thấy cây dao nằm trên đất, còn cô thì đang tựa đầu vào người anh ngủ. Ngươi đã bỏ mất một cơ hội tuyệt vời rồi. Anh đang ở trong phòng suy nghĩ, bỗng nhiên nghe tiếng hét của cô. Nhìn qua khe cửa, hình như cô mới bị vấp té, cô phủi cát trên quần áo từ từ đứng dậy. Phía bên này, phụ thân của Do Ha đã nhờ thuộc hạ điều tra Zita. Trong số thuộc hạ của tướng quân Gaza có người đã nhận ra cô ấy chính là con gái của Gaza. Điều đặc biệt hơn, cô gái này là do Do Ha đem về. Ông muốn giữ cô gái lại để trở thành cái cùm chân của Do Ha để anh không thể rời khỏi đây. Trong lúc cô đang đứng thẫn thờ nhìn về phía trước, Do Ha xuất hiện bất ngờ đi đến chỗ Zita. Anh không tin cô không được vì lo lắng cho anh. Nhưng cô lại nghĩ không thể nào để anh chết trong tay người khác được. Sau khi xử lý được anh, cô cũng không còn lý do để sống tiếp. Anh tiến đến bỏ vào lòng bàn tay cô hạt giống của hoa sen. Sức sống của chúng vốn rất mạnh mẽ, nhưng trước khi trồng không cạo vỏ thì chắc chắn nó không nảy mầm được. Cũng nhờ như vậy nên nó có thể ở trong đất hàng ngàn năm mà không bị thối rữa. Cô hỏi lý do tại sao lại cho cô thứ này, anh muốn cô giữ vững qua ngàn năm mà không bị suy tàn. Dung Hoa lúc này tỉnh lại từ trong giấc mơ trên xe buýt. Cô vẫn không hiểu tại sao cô lại mơ thấy những chuyện này. Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng nhiên có người đập vào cửa kính, chị cô đến đây để đón cô về nhà. Trong lúc cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có người đụng phải, làm hai người xém xíu bị xe đụng trúng. Cũng may Chun Hoan xuất hiện bất ngờ giữ cô lại. Cô có cảm giác như đã từng gặp người này. Sáng hôm sau, luật sư Kyung Se hẹn cô tại quán cà phê. Ông đưa cho cô một cái túi, trong đó là chiếc áo cô tìm thấy trên xe Jun Oh trước khi xảy ra tai nạn. Ông muốn biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cô suy nghĩ một hồi lâu và nói đó chỉ là hiểu lầm nhỏ, chúng tôi đã tháo gỡ khúc mắc rồi. Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Cô không muốn nói chuyện này, cũng không muốn cảnh sát đến làm phiền anh. Luật sư Kyung Se cũng rời đi. Ngay sau đó ông đi đến bệnh viện, hai anh cảnh sát đang gấp rút chạy vào trong. Ông hỏi một anh cảnh sát tên côn đồ đang điều trị đã biến mất. Cùng lúc đó ông thấy Chun Hoan đi ngang, không suy nghĩ nhiều ông đuổi theo được một lúc thì mất dấu anh ta. Lúc này Chun Hoan đã quay trở về nhà cười nói với một anh chàng, người này là tên côn đồ mới chạy thoát. Hắn đưa cho ông một tờ di chúc viết bằng tay. Dung Hoa về nhà soạn quần áo chuẩn bị dọn qua ở chung với Jun Oh, người chị của cô cũng muốn đi theo. Cô cũng không quên lấy theo chiếc vòng bùa hộ thân của mình. Nhưng khi nhìn kỹ chiếc hạt ở giữa, nó y hệt hạt sen cô đã thấy trong mơ. Trong đêm, sư He In đang ở trong gom tất cả các chuỗi hạt lại. Đại sư bước vào cầm đèn pin chỉ thẳng về phía anh làm anh giật mình. Anh nhờ đại sư làm cho mình thêm một chuỗi hạt vòng hộ mệnh nữa. Nhưng chuỗi hạt đó được làm từ hạt giống hoa sen có từ rất xưa, cũng có nghĩa ông không thể làm ra một chuỗi hạt nào nữa. Nói xong ông liền quay lưng bỏ đi. Jun Oh đi xuống lầu nhìn thấy căn phòng sáng đèn. Anh tiến lại nhìn miếng giấy nốt Dung Hoa dán trên tường, không suy nghĩ gì anh liền mở cửa đi vào. Thấy cô đang thu dọn hành lý, anh thắc mắc tại sao cô lại ở đây, vì cô được Min Oh cử giám sát 24/24. Mọi người đều lo lắng cho anh. Dung Hoa lúc này mở TV lên xem họ đang phát sóng bản tin về giống sen có từ rất xưa. Khi thấy giống hoa đã nảy mầm, anh thầm suy nghĩ mình đã thắng cược. Dung Hoa lúc này lỡ miệng nói, vậy là ta đã thua cuộc rồi sao? Lời nói của cô khiến anh ngạc nhiên, cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại nói như vậy. Cô kiếm cớ bản thân mình đói nên nhanh chóng rời đi. Cô muốn đi kiếm thứ gì đó để ăn nhưng không có. Cô cầm ly nước trên tay quay về phòng khách, không thấy Jun Oh ở đâu. Cô đi tìm anh vô tình dẫm phải một cục đá xém té. Jun Oh đứng trên lầu mở đèn nhìn xuống phía cô. Cô kiếm cớ rời đi. Trong lúc cô ngủ, Jun Oh đứng kế bên nhìn cô, tự hỏi nàng nhớ ra ta hay chỉ là lời nói vô tình trùng hợp. Dung Hoa ngủ một giấc thật ngon sau khi chuyển đến nhà Jun Oh. Ngon tới mức không nhớ bản thân mình đã mơ gì luôn. Cô đi vào căn phòng khác nhìn thấy anh đang nằm đọc sách. Cô thắc mắc tại sao anh mắc chứng khó đọc mà lại đọc sách vào buổi sáng. Nhìn kỹ mới thấy đây là những cuốn sách của cô. Trong lúc giành lại quyển sách, cô vô tình té xuống đất. Dung Hoa nhìn đối phương chằm chằm, cùng lúc có tiếng chuông cửa. Jun Oh mở cửa ra thì thấy Lee Seun mang đồ ăn sáng đến. Anh định đóng cửa lại thì bị cô chặn không cho đóng. Cô tự ý đi vào nhà anh, bày ra món bánh mà anh yêu thích. Nhìn thấy Dung Hoa ở đó, cô liền tức giận yêu cầu Dung Hoa rời đi. Lúc cô chuẩn bị rời đi thì bị Jun Oh giữ lại. Jun Oh ném cái bánh xuống đất một cách phũ phàng. Lee Seun tức tối rời khỏi biệt thự của Jun Oh. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Jun Jae đi vào. Bên này Jun Oh đang giúp Dung Hoa dọn mảnh ly bể. Jun Jae bước vào, đây là bánh mà Jun Oh thích, lỡ bại lộ mọi chuyện rồi sao? Cô thắc mắc bại lộ chuyện gì? Anh bảo Jun Oh nhà mình đang thích một cô gái khác, vừa nói anh vừa nhìn về phía Jun Oh. Anh tỏ ra thái độ bảo Jun Jae im lặng. Jun Jae lái xe đưa cô và Jun Oh đến chỗ tập cung. Cô cảm giác nơi này có chút quen thuộc, cô đã mơ cảnh này rất nhiều lần. Jun Jae thắc mắc cô đã mơ gì, một giấc mơ đau buồn cô đã yêu phải đại nhân. Lời cô vừa nói khiến bước chân của Jun Oh dừng lại. Cô kiếm cớ vô quan sát tình hình nhanh chóng rời đi. Đang đi cô vô tình gặp Lee Seun, cô ta cảnh cáo cô phải tránh xa Jun Oh ra, vì cô ta sắp quay lại với Jun Oh. Nói xong cô ta liền rời đi, để lại Dung Hoa một mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sân bắn cung, Jun Oh muốn nói chuyện với cô nhưng cô yêu cầu anh đi khởi động trước. Lee Seun thấy anh đang đứng nói chuyện với cô liền gọi anh đến.
Lee Seun bước đến đưa cung và mũi tên cho anh tập bắn. Anh yêu cầu cô né ra, anh mới bắn được 2 mũi tên, anh bắn đều trúng bia, đặc biệt bắn trúng ngay tâm. Sau đó anh muốn nói chuyện với cô cũng có chuyện đang muốn hỏi anh. Cô thắc mắc đây là lần đầu anh bắn phải không, anh nói đã lâu rồi anh mới bắn cung lại. Điều anh nói khiến cô thật sự khó hiểu. Lúc đó là anh sao, cô đã gặp một người giống anh trong giấc mơ. Rõ ràng cô ấy đã gặp mình trong giấc mơ, thực sự anh ở 1.500 năm trước trong mơ. Do Ha ngồi trên xe suy nghĩ qua rất nhiều lần chuyển kiếp. Nhưng chỉ đến đời cô, ngay từ lúc nhỏ cô đã có thể nhìn thấy anh. Nhưng càng lúc càng lớn lên cô không giống nàng ấy nữa. Anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà cô không còn nhìn thấy anh nữa, nhưng bây giờ cô lại mơ thấy anh. Sư thầy Hae-in đi đến công ty của cô, nghe nói cô ấy là vệ sĩ ở đây nhưng cô không làm việc ở đây. Sư đành phải để lại phương thức liên lạc rồi rời đi. Đến tối Hae-in đứng từ xa nhìn thấy Min-ô chở cô về. Cô bước vào công ty ấn thang máy đi lên, trong lúc vô tình cô ấn lộn nút mở thang máy. Lúc này Jun-ô bước vào, nếu như cô cảm thấy không thoải mái thì có thể đi ra nhưng cô lại bảo không sao. Thang máy chuẩn bị đóng cửa lại thì sư Hae-in chạy đến. Sư bước vào thang hỏi mục đích của anh đến đây làm gì. Do Ha bảo nếu nói ra chắc sư sẽ giúp được à. Dung Hoa lúc này chỉ nghĩ hai người này có quen biết từ trước rồi sao. Bất ngờ sư lấy từ trong túi lá bùa mà đại sư đưa dán lên người anh nhưng không có chuyện gì xảy ra. Thấy thế cô liền đuổi Hae-in ra khỏi thang máy. Hae-in bỏ chạy không dám quay đầu vì sợ Do Ha sẽ đuổi theo. Đứng trước công ty sư điện về cho đại sư hỏi, đại sư chỉ bảo rằng đâu có dễ đuổi oan hồn đi như thế được. Nhưng thầy sẽ không tùy tiện làm ra nó đâu, con cứ chờ xem. Hae-in tự trách bản thân sao lại không nói cho cô biết việc cô có oan hồn bám theo. Lên tới văn phòng công ty, cô thắc mắc tại sao anh lại đến đây. Jun-ô lúc này chóng mặt đứng không vững. Cô tiến đến đỡ anh, sau đó anh ngất đi trên người cô, từ từ ngã xuống đất. Cô kiểm tra mạch đập của anh nhưng không thấy hoạt động. Cô định làm hồi sức tim phổi, một làn khói tím xuất hiện trước mắt cô. Nhìn kỹ lại, oan hồn của Do Ha đã rời khỏi cơ thể của Jun-ô, cô không tin được vào mắt mình. Đại nhân Min-ô và Jun-je lúc này cũng đi đến. Nhìn thấy anh nằm ngất xỉu trên nền đất, Min-ô hốt hoảng chạy đến lớn tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Dung Hoa không còn nhìn thấy linh hồn của Do Ha nữa, anh từ từ tỉnh vậy. Min-ô ôm chầm lấy anh nhưng bị anh đẩy ra. Min-ô lo lắng cho bệnh tình của Jun-ô ngày càng trở nặng hơn đến mức ngất xỉu. Cô vẫn chưa kịp định hình tình huống vừa rồi là gì, tiến đến bắt mạch cho anh, sau đó cô xin phép rời đi trước. Jun-ô nhờ Jun-je đưa cô về nhà. Trước khi rời đi, cô hỏi Jun-je cho cô nghỉ vài ngày được không, cô cảm thấy không được khỏe cho lắm. Nhưng anh lại bảo rằng chuyện này cô phải nói với Jun-ô. Nhưng mà cô không sao thật chứ, cô chỉ gật đầu rồi bước vào nhà. Jun-ô lúc này vẫn đang suy nghĩ, xém chút nữa anh đã mất đi cơ thể này. Min-ô bước đến đưa anh một cốc nước. Min-ô muốn anh đi đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Nhưng Jun-ô không muốn đó chỉ là biến số. Kể cả chuyện Dung Hoa nhìn thấy con người thật của anh. Dung Hoa nằm trong phòng, rõ ràng người đó là đại nhân. Làm sao người trong mơ lại xuất hiện trước mắt cô được, cô vẫn không tin được vào mắt mình. Nhưng mà nhìn giống như thật vậy. Lúc này cô nhớ lại chuyện lúc nhỏ cô đã từng nhìn thấy anh trong gương. Tấm gương lập tức vỡ thành từng mảnh, cô sợ đến mức hét to khiến chị cô hốt hoảng chạy vào. Cô chỉ vào tấm gương trong góc nhưng chị cô chẳng thấy gì. Ở quá khứ Zita sau khi được Do Ha cho những hạt sen, cô quay về phủ thì gặp phụ thân của anh. Ông ta muốn cô dọn bàn ăn cho ông và Do Ha. Do Ha lúc này đang thử đồ ăn trước khi đưa cho ông. Đột nhiên ông nắm lấy tay cô, đôi tay này của ngươi lúc đầu đã run rẩy rất nhiều. Chắc bây giờ vết thương trên cánh tay của ngươi cũng đã lành. Nghe được những lời nói này cô đã rất ngạc nhiên. Ông hỏi lý do tại sao bị thương nhưng cô không trả lời, cô đáp đây chỉ là chuyện vụn vặt thôi thưa đại nhân. Ông ta chỉ mỉm cười nhìn Do Ha. Bên ngoài phòng tiếng binh lính đi khắp nơi tìm đồ, Do Ha hỏi ông đang muốn làm gì. Ông chỉ bảo rằng một số thứ quý giá trong phủ bị mất nên ông đang nghi ngờ tỷ nữ mới vào lấy. Ông bắt trói cô vào ghế ngồi giữa sân. Người hầu trong phủ đã tìm thấy vàng bạc trang sức trong hành lý. Cô không muốn biện bạch gì thêm cho bản thân, ông cho rằng sự im lặng của cô chính là sự thừa nhận. Ông cười lớn và hỏi Do Ha cách xử lý. Ông đặt Do Ha vào một tình thế khó, bắt anh phải lựa chọn. Anh đáp rằng chưa có chứng cứ rõ ràng, chắc có người nào đó đang muốn hãm hại cô. Đến cuối cùng ông lại muốn xử lý Zita theo cách của mình. Nhốt cô vào nhà giam đánh đến khi nào cô chịu nhận tội. Sau trận đòn roi cô nằm trên mặt đất không thể cử động được. Do Ha đứng bên ngoài phòng giam nói chuyện với cô, nàng có bị thương nặng lắm không? Cô nghĩ đây có lẽ là chuyện tốt, cô đã đòi giết anh. Cái kết của việc đó trở thành như này là quá tốt đối với mình rồi. Cô muốn anh không dính líu đến việc này. Do Ha đứng bên ngoài không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Anh dùng thanh kiếm chém đứt ổ khóa, anh dẫn cô bỏ trốn khỏi nhà giam. Trong lúc đi anh gặp một tên thuộc hạ, anh xử lý hắn ta để bịt miệng. Anh nắm lấy tay cô cùng nhau chạy, hai người cùng nhau cưỡi trên một con ngựa rời khỏi phủ. Anh chỉ cho cô đường đến một chốn cũ. Cô vẫn không hiểu tại sao anh lại ra tay với tên đó. Nếu như không xử lý hắn, có thể thân thế cô sẽ bị phơi bày trước toàn thiên hạ, cô cũng sẽ khó mà sống được. Quay về thực tại, Dung Hoa lúc này đi đến chỗ bác sĩ tâm lý để kiểm tra. Nhưng ông lại không tin đó là sự thật, chỉ bảo cô rằng do áp lực công việc mà gặp phải ảo ảnh. Sư Hae-in đang quét sân, bỗng nhiên Jun-ô từ đâu xuất hiện làm anh giật hết cả mình. Anh sợ hãi chạy đi kiếm sư thầy, cả ba cùng ngồi uống trà. Anh cảnh cáo nếu như nhà sư còn nhúng tay vào chuyện của anh nữa, thì chắc chắn mọi việc sẽ không dừng lại ở việc tách trà bị bể như bây giờ đâu. Do Ha âm thầm theo dõi Dung Hoa, anh nhớ lại lúc cô nhìn thấy oan hồn của anh. Có vẻ như mọi chuyện rất yên ổn. Nếu như cô có thể nhớ ra anh thì đây sẽ là cơ hội để anh trút bỏ nỗi oán hận trong người.
Đến bây giờ người chị của cô vẫn nghĩ cô mê Jun-ho tới mức nhìn thấy ảo ảnh của anh ta, mặc cho cô có giải thích như thế nào. Trong lúc cô chị uống đến mức bất tỉnh, Dung Hoa đã rời đi từ lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh lại thì một người đàn ông vừa đi đến là quản lý của Jun-ho. Tại sân bóng, Dung Hoa đã uống đến mức bất tỉnh. Do Ha bước đến chỗ cô, đây là cơ hội để chấm dứt tất cả mọi chuyện. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần thì sẽ không xử lý được cô nữa. Anh đang chuẩn bị ra tay, bất ngờ cô nắm lấy tay anh và tỉnh lại. Nhìn anh mà cô cứ nhớ về đại nhân, mỉm cười và nói sao chàng cứ đi theo ta vậy. Cô cứ tung tăng đi trên sân còn anh cứ mãi nhìn theo bóng dáng cô đi. Cô vừa đi lùi vừa nói chuyện với anh, không may bị vấp ngã. Nhưng anh đã nhanh tay đỡ được cô và ôm vào lòng. Nhận ra gì đó, anh lại đẩy cô ra khỏi người mình, hai người đứng nhìn nhau. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã ở trong phòng mình. Nhớ lại chuyện hôm qua, bản thân đã ở cùng Jun-ho. Bên này Min-ho đi đến nhà Jun-ho mang theo cả vali. Dung Hoa đã xin nghỉ phép nên anh phải đến đây. Kẻ tình nghi bị bắt cóc đã bỏ trốn, cho đến khi tìm được kẻ xúi dục thì anh sẽ ở đây. Min-ho đến công ty gặp luật sư Kyung-se. Anh hỏi ông đã tìm được chỗ ở của Jun-hwan chưa. Gần đây anh ta hay qua lại ở cơ sở lưu trú cho người vô gia cư. Đang nói giữa chừng, tiếng điện thoại của luật sư vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Nói chuyện được một lúc, ông luật sư rời đi. Xuống đến bãi giữ xe điện thoại, ông lại vang lên giám đốc C gọi đến yêu cầu muốn gặp anh. Tae-ju lúc này mua vé xe để chuẩn bị rời đi. Bên này Dung Hoa định ra ngoài nhưng bị chị cô ngăn lại, chị ấy dẫn cô đến một buổi tiệc sang trọng. Cô thắc mắc tại sao chị lại dẫn cô đến đây. Vừa lúc đó cô nhìn thấy Jun-ho và Lee-seun đi đến. Lee-seun đang rêu rao ầm ĩ về chuyện hẹn hò với Jun-ho. Lúc này Jun-ho đã nhìn thấy cô đành rời đi. Xong chuyện, tin tức cả hai người hẹn hò được bàn tán sôi nổi. Trên xe, Lee-seun vẫn đang đắc ý về chuyện này, nhờ tin đồn này mà cô thoát khỏi được Tae-ju. Còn anh thì có được người con gái mà mình ao ước bấy lâu. Anh gạt tay cô ra, nếu như tôi làm cô ảo tưởng thì cho tôi xin lỗi, nói xong liền đi xuống xe. Lee-seun cũng đuổi theo anh, vô tình cả hai gặp được Dung Hoa. Lần nào gặp cô cũng trong trang phục vệ sĩ, bộ này trông đẹp đấy. Lee-seun cố tình đi đến để khiêu khích cô. Thấy vậy Jun-ho đi đến dẫn cô đi, Dung Hoa chờ anh về nhà, cô cũng thu dọn hành lý của mình. Cô không để hiểu lầm chồng chất được. Dung Hoa có kể anh nghe cô hay mơ về một người giống anh. Ngày anh ngất xỉu, cô đã nhìn thấy anh ta xuất hiện từ cơ thể anh. Cô nói với anh tất cả những việc mà mình đã suy nghĩ bấy lâu, nói xong cô lấy hành lý rời đi. Đến cửa cô gặp được Min-ho nói chuyện được một lúc, cô chợt nhớ ra gì đó. Cô hỏi anh ai ra vào công ty đều phải đăng ký thông tin phải không, nói xong cô liền đến công ty để xem. Cô đến công ty tra thông tin, tìm được số điện thoại của sư cô gọi đến nhưng không một ai bắt máy. Cô liền lên mạng tra thông tin và tìm gặp sư He-in. Vừa đến nơi, sư He-in đã gọi chào tên cô. Cô thắc mắc tại sao sư lại biết được tên của mình. Có phải sư là chú tiểu nhỏ nhắn đó đúng không? Cùng lúc sư thầy đi đến, quả nhiên vật hộ thân đã biến mất, nói xong đại sư liền rời đi. Cả hai người cùng ngồi nói chuyện, vật hộ thân đó là hạt giống hoa sen nghìn năm. Đại sư cũng không biết tại sao vật quý giá đó lại đến được tay mình. Vòng tay đó đã bảo vệ cô suốt thời gian qua, nó giúp cô không thể nhìn thấy được những thứ dơ bẩn đó. Khi cô hỏi về lá bùa hôm trước, đại sư chỉ bảo ông chỉ có thể nói được nhiêu đó thôi, sau đó nhờ sư He-in tiễn khách. Cô gọi điện cho Jun-ho hẹn gặp nhau. Jun-ho định đi đến chỗ Dung Hoa thì bị Min-ho ngăn lại, chuyện hẹn hò vẫn chưa lắng xuống đâu. Min-ho muốn đưa anh đi nhưng bị anh từ chối. Bên này luật sư đang lái xe trên đường đi đến gặp giám đốc Seok. Tại sao lại hẹn gặp ở nơi hoang vắng như thế này chứ? Trong lúc ông đang nói chuyện điện thoại với Min-ho, đột nhiên có một chiếc xe mở đèn pha chạy hướng ngược chiều với ông, làm ông chói mắt không thấy đường. Mãi nhìn theo chiếc xe đó, ông đã đâm phải cái gì đó. Xuống xe để kiểm tra, ông phát hiện thứ đó là Tae-ju. Cùng lúc giám đốc Seok lại xuất hiện ở đây. Cả hai đã lái xe vào nơi hẻo lánh. Ông luật sư đi đến nhìn xác của Tae-ju, toàn là Shizuo dâu tây. Ông không thể làm việc này được, như lúc đầu người van xin nài nỉ xử lý thi thể là anh. Ông nhớ lại sự việc giống như Jun-hwan đã giàn cảnh để đẩy ông phải vào con đường cùng thế này. Trong lúc cả hai đang nói chuyện, bỗng nhiên chân của Tae-ju động đậy. Jun-hwan nghĩ ra cách khác phải thiêu cháy cậu ta mới được, nhưng ông luật sư đã không làm như vậy. Nói xong cả hai cùng nhau quăng xác Tae-ju xuống sông. Jun-hwan nở một nụ cười đắc ý. Do Ha lúc này cũng nói sự thật với cô, kiếp trước cô là nương tử của tôi. Lời nói của anh khiến cô phải bật cười, cô không hề tin những gì anh nói. Anh hỏi nếu cô không tin lời anh nói thì tại sao phải chạy đến tìm sư đã dán lá bùa lên người anh làm gì? Cô gọi anh đến đây là vì nghi ngờ con người thực sự của tôi. Cô chỉ cảm thấy những lời anh nói có chút kỳ lạ nên muốn xác nhận một chút. Anh đã nói hết những gì từng xảy ra với cô từ chuyện lúc nhỏ đến hiện tại. Anh có thể nói cô nghe từng chi tiết khiến cô ngạc nhiên đến ngây người. Anh tưởng cô đã tin mình nhưng thực chất cô nghĩ anh chỉ là một kẻ bám đuôi và rời đi ngay lập tức. Dung Hoa sau khi về đến nhà nhớ lại lời anh nói, những cảnh anh xuất hiện trước mặt cô từ lúc nhỏ. Nếu như anh nói đúng thì bản thân cô đâu có bị điên. Sau khi anh về nhà, Min-ho muốn nói chuyện với Jun-ho tại sao kể từ vụ tai nạn em đã hoàn toàn thay đổi. Min-ho chỉ nghĩ do anh phải chịu nhiều đau đớn nên mới thay đổi nhiều như vậy. Đến bây giờ anh chỉ phản ứng khi nghe thấy tên của Dung Hoa. Vì hy vọng Jun-ho khỏe hơn nên anh mới làm như vậy. Từ giờ anh quyết định không để cô ấy bên cạnh em nữa. Lời nói của anh khiến Do Ha thật sự tức giận. Anh làm cho bóng đèn của căn nhà nhấp nháy không ngừng. Bảo anh cứ nghĩ như những gì anh nghĩ hùm dày đi. Jun-ho từ phòng tắm đi vào phòng càng gần sinh nhật Dung Hoa, vết thương trên cổ anh ngày càng nghiêm trọng. Sáng sớm Jun-je đến nhà Dung Hoa tìm cô. Cô viện cớ phải đi thăm bố nên không thể đến gặp anh. Nhưng Jun-ho đã lường trước việc này, anh nhờ Jun-je chuyển lời rằng chuyện này đâu thể mãi trốn tránh được.
Những lời anh ta nói có vẻ cũng có lý. Cô quyết định đi theo Junje. Trên xe cô hỏi anh người lần trước anh nói Junho thích là ai vậy? Có phải Jita anh lỡ miệng đã nói đúng là cô gái đó cô nghĩ đến anh cũng biết được chuyện này? Tại sao không nói cho cô biết? Đến nơi cô bước đến bên Junho nhìn phong cảnh trước mắt cô nhớ lại ký hiệu trên thanh kiếm. Những chuyện cô mơ thấy cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là chuyện đã từng xảy ra trước kia. Tất cả lần chuyển kiếp của cô chỉ duy nhất lần này cô thấy được kiếp trước của mình cô muốn từ từ suy nghĩ. Cô hỏi anh có biết cuộc đời tôi trải qua đến bây giờ mệt mỏi đến giường nào? Không còn anh chỉ được muốn đến miền cực lạc. Cách cắt đứt sự ràng buộc này chính là làm rõ nguyên nhân cái chết của anh. Như những lời anh nói càng khiến cho cô hiểu lầm. Anh sẵn sàng phá hoại cuộc đời người khác để giải tỏa nỗi đau của bản thân. Chính cô cũng tò mò kết thúc của câu chuyện mà. Hành động bây giờ của anh giống như một kẻ bám đuôi. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại, nói xong cô liền rời đi. Do Ha nhớ lại khoảnh khắc cô bị binh lính đuổi theo một mình, anh xử lý tất cả quay lưng đi về phía cô. Nhưng không may bị một tên bắn cung vì đỡ cho cô mà anh đã bị thương. Lúc anh tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, phụ thân anh cũng đang ở đây. Anh hỏi ông cô đang ở đâu, câu trả lời mà anh nhận được à, ta đã bị chính tay ta tiễn về với ông bà ông vải rồi. Ông làm vậy cũng vì anh, nếu cô ấy là con gái phản tặc thì anh định gánh chịu hậu quả như thế nào đây? Anh đáp ngay từ đầu anh đã không được lựa chọn cách sống của mình. Nói xong anh lê cơ thể yếu ớt của mình ra ngoài. Bây giờ sống chết đối với anh chẳng còn quan trọng nữa. Đẩy cửa ra anh nhìn thấy cô đang bị trói trước sân, nếu như không có ông cô ta đã cắn lưỡi lâu rồi. Ông muốn anh tự ra quyết định sẽ xử lý cô như thế nào. Không đợi câu trả lời, ông liền ra tay với những người biết được thân phận của cô. Thay vì chọn cho anh một cuộc hôn nhân quý giá thì ông quyết định cho anh lấy con gái của phản tặc, ít ra còn có cái gì đó làm tin. Sáng hôm sau, trong lúc cô đang đi dạo trong phủ, cô nghe được lời bàn tán của các nô tỳ trong phủ về hôn lễ của cô và Joha, mà giờ anh lại phải xuất chinh không rõ sống chết. Cô tin anh ấy nhất định sẽ trở về. Cô đi đến phòng anh rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Đến lúc anh trở về nhìn thấy cô nằm gục trên bàn, cô tỉnh lại nhìn thấy sắc mặt anh không được khỏe lắm. Cô sờ lên trán anh, cảm giác rất nóng. Anh đẩy cô ra ngoài, cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng động trong phòng. Cô chạy vào thì đã thấy anh ngã ra đất. Sau khi đại phu đến kiểm tra, do vết thương cũ tái phát cộng với việc làm quá sức nên mới như vậy. Cô ở lại chăm sóc lau người cho anh. Cô nhìn thấy cây dao găm, nếu anh có tỉnh lại thì anh cũng phải phục tùng mệnh lệnh của phụ thân. Chỉ cần cô ra tay với anh tất cả sẽ chấm dứt. Cô cầm dao định đâm anh nhưng thâm tâm lại không cho phép. Cô bật khóc. Trong lúc cô rời đi, anh đã tỉnh lại nhìn thấy cây dao găm bệnh cạnh mình. Nô tỳ bưng cháo vô thấy anh tỉnh lại. Anh tưởng đâu chính hắn đã ở bên cạnh anh chăm sóc anh không rời nửa bước. Nhưng sự thật nương tử của anh mới là người đã chăm sóc anh. Anh liền đi tìm cô, nhìn thấy anh tỉnh lại cô đã rất vui, cô lại bỏ qua một cơ hội thủ tiêu anh nữa rồi. Cô cũng rất muốn ra tay với anh, nếu như anh không tỉnh lại cô càng lo lắng hơn. Vì chỉ có một mình nói cô phải tiếp tục sống. Cô muốn anh hứa với cô rằng đừng biến mất trước mặt cô. Nhờ có anh mà cô có thể chịu đựng khoảng thời gian như địa ngục này. Anh tiến đến nắm lấy tay cô, anh cũng không biết phải làm sao với bản thân mình nữa. Trong lúc Min Oh đang ngồi trong công ty luật sư dẫn theo Chun Hwan đến chỗ, anh bắt đầu câu chuyện ông ta đã cho Min Oh vài từ khóa khá hóc búa. Từ sau khi Junho chết đi sống lại thì biến thành một người khác hoàn toàn. Liệu đây có phải là do chấn thương tâm lý hay không? Tại sao từ khi Junho tỉnh lại thì lại bám lấy Dung Hoa? Đây cũng là những suy nghĩ trong đầu Min Oh. Anh thắc mắc tại sao ông ta lại biết hết những điều này. Ông nói anh phải thử Junho trước đã. Đầu tiên anh hãy hỏi cậu ấy một câu hỏi cực kỳ bí mật chỉ có hai người biết. Trả lời sai thì người đó không phải là Junho. Dung Hoa tỉnh lại sau giấc mơ, cô đột nhiên bật khóc vô cớ. Nghĩ lại chuyện hôm qua, bản thân mình có chút quá đáng. Đột nhiên điện thoại cô xuất hiện tin nhắn Min Oh muốn cô đến nhà Junho để nói chuyện. Bên này cả hai anh em cũng đang nói chuyện. Cô đi đến bấm chuông, cô kéo Min Oh đến một nơi khác để nói chuyện. Cô không muốn tiếp tục làm vệ sĩ cho Junho, nhưng những lý do cô đưa ra khiến anh rất khó hiểu. Tại bàn ăn, nhìn những món ăn mà Min Oh nấu, cô hết sức ngạc nhiên. Lúc này Junho cũng đã đi đến Min Oh muốn dùng món mì Ý để thử xem anh có nhớ những việc lúc nhỏ không. Nhưng câu trả lời của anh khiến anh trai anh ngây người. Đành lấy cái cớ lấy rượu vang mà rời khỏi bàn ăn để lại cô và Junho. Anh có thể nào cư xử một cách bình thường được không? Nhưng anh bảo nếu muốn như vậy thì ngay từ đầu cô đừng đến. Cô thấy tội cho giám đốc vì đã cất công chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn như vậy nên mới đến đây. Vì ngay từ đầu anh chẳng phải là Junho nên không thể nào cư xử được như vậy. Đối với một người nếu như đột nhiên mất đi người thân thì tinh thần chắc chắn sẽ rất suy sụp. Không phải nỗi đau đớn khi anh chết mà là nỗi đau của người ở lại. Sau khi kết thúc bữa ăn, Junho đưa cô về nhà nhưng cô luôn có cảm giác có người đi theo. Cô hỏi anh tại sao lại đưa cô về. Anh chỉ nghĩ là do Min Oh nhờ nên anh mới đưa. Cô đã nói cho anh biết tối qua cô đã mơ thêm được một xíu. Nếu như anh và Jita có thể sống trong một thời đại khác thì tốt biết mấy. Cô càng muốn biết nhiều hơn về kết cục của hai người. Lúc này Min Oh ở nhà đã dọn bàn thức ăn. Cầm trên tay dĩa mì Ý, anh nhớ lại lời Junho đã nói. Thật người lúc đó rơi xuống biển là anh chứ không phải em. Anh cũng đã biết được Junho hiện tại không phải em của mình mà bây giờ đã trở thành một con người khác. Dung Hoa cùng với Junho ở thư viện sách xem lại những lần chuyển kiếp của cô. Bản thân cô cảm thấy hơi thất vọng sau 18 lần chuyển kiếp. Thì không có kiếp nào cô được trở thành nhân vật có danh tiếng nên thấy hơi nhàm chán. Bất kỳ ai cũng sẽ hiếu kỳ với kiếp trước của mình. Đặc biệt hơn, cô còn đang có một nhân chứng sống trước mặt. Bản thân Joha đã sống được một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Mỗi ngày của anh như những ngày bình thường.
nên anh không thể nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian đó. Nói xong anh liền quay lưng rời đi. Dung Hoa cảm thấy lời nói của anh có chút mâu thuẫn. Anh không nhớ mọi chuyện đã trôi qua nhưng lại nhớ rõ mọi việc về cô. Anh không trả lời câu hỏi cô nhưng anh rất biết ơn vì đã mơ tiếp câu chuyện của anh và Zita. Anh thấy nếu cô rảnh rỗi như vậy thì hãy đi ngủ để mơ tiếp đi. Nhưng bây giờ chỉ mới chạng vạng tối, không phải bản thân cô muốn thì có thể mơ được. Cô hỏi anh câu hỏi cuối cùng, đáp án cô nhận được khiến cô rất hài lòng. Mỗi giây phút mà có anh bên cạnh cô cảm thấy đỡ cô đơn hẳn. Thật ra có thần hộ mệnh bên cạnh cũng tốt chứ. Min-ô sau khi biết được Jun-ô hiện tại không phải em trai mình. Anh mơ thấy Jun-ô cầu cứu mình nhưng anh không thể làm gì. Anh tỉnh lại từ trong giấc mơ, luật sư Ki-ung sẽ mang đến cho anh xem hợp đồng quảng cáo mới của Jun-ô. Anh bảo ông chấm dứt toàn bộ hợp đồng sắp tới của Jun-ô và hãy đưa anh số điện thoại của giám đốc Seok. Dung Hoa tỉnh lại từ sau giấc ngủ thì hét toáng lên, chị cô hốt hoảng chạy vào phòng xem. Cô không hiểu tại sao mình lại ngủ ngon lành mà không mơ thấy chuyện đó nữa. Cô đứng trước nhà Jun-ô suy nghĩ phải nói chuyện này như thế nào với anh. Mới hôm qua còn rất mạnh mồm nói sẽ mơ tiếp câu chuyện, vậy mà giờ phải nói với anh mình chẳng mơ thấy gì. Sau một lúc suy nghĩ, cô đi vào nhà kiếm anh nhưng không thấy đâu. Lúc này anh vừa từ phòng tắm đi vào, nhìn thấy cô muốn hỏi cô đã mơ thấy gì. Cô đánh trống lảng bảo anh tắm xong uống cà phê rồi từ từ nói chuyện. Cả hai ra vừa ngồi uống cà phê, ánh mắt của Jun-ô cứ nhìn chằm chằm vào cô. Nếu cô đã uống xong thì nói rốt cuộc tối qua cô đã mơ thấy gì. Biết bản thân không thể tránh khỏi việc trả lời câu hỏi cô muốn hỏi anh, sao anh lại gấp gáp như vậy. Bản thân anh chỉ nghĩ việc đó tốt cho cô. Anh chỉ là một oan hồn, chỉ khi nào giải hóa nỗi oán hận thì anh mới có thể biến mất khỏi cuộc đời của cô. Trong lúc cô đang trả lời câu hỏi của anh thì Lee Seun bực tức xông vào nhà anh. Jun-je cố ngăn cản nhưng cô vẫn đến chỗ anh, lấy ra một sấp ảnh đập xuống bàn. Đây là bằng chứng Jun-ô đang công khai hẹn hò với Lee Seun. Còn có những tấm ảnh chụp được Jun-ô đang ngoại tình với Dung Hoa. Lee Seun muốn anh phải cho bàn dân thiên hạ biết anh chính là người yêu cô. Dung Hoa là người con gái mất nét cướp đi người yêu cô. Như những gì cô mong muốn thì hai người đã đến chỗ chụp hình. Jun-je và Dung Hoa chỉ có thể đứng một bên để nhìn vào. Bên phía thợ săn ảnh cũng đã đồng ý xóa những tấm ảnh của cô. Sau buổi chụp, Jun-ô ngồi trên xe khó chịu với những hành động của Lee Seun. Bản thân cô cũng thấy hai người khá đẹp đôi. Với lại cô ấy cũng là nữ diễn viên hàng đầu, nhan sắc cũng khá là đẹp. Anh lại không nghĩ như vậy, khắp kinh thành ai nấy đều công nhận một mỹ nhân, đó chính là Zita. Trong số lần chuyển kiếp thì chỉ có cô là có gương mặt giống với Zita nhất. Sở cảnh sát đã điều tra ra người ở trong máy quay an ninh ở bãi giữ xe đài truyền hình. Người đàn ông đó là giám đốc cũ của công ty Min-ô Chun Hoan, người có tiền án với rất nhiều tội. Lúc này tiếng điện thoại vang lên, phát hiện thi thể của Tae-ju trôi trên sông. Min-ô bên này nhận được lá thư tuyệt mệnh của Tae-ju để lại. Nội dung lá thư càng làm anh sốc hơn, anh cầm lá thư quăng vào sọt rác. Cùng lúc này Lee Seun đi đến nói anh, chuyện của cô và Han Jun-ô tạm thời đã được xử lý. Nhưng chúng ta cần phải xử lý tận gốc rễ, nguyên nhân chính là do Dung Hoa nên anh hãy đuổi việc cô ta đi. Anh bình tĩnh lấy từ trong tủ ra tấm hình cô ngoại tình cùng với người khác. Anh nghĩ không cần thiết phải ngăn cản bức ảnh này được nữa. Trong lúc Lee Seun chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Min-ô mở TV cho cô xem. Truyền hình đang phát sóng bản tin cái chết của Tae-ju. Anh nghĩ cô nên lo cho bản thân mình trước thì hơn. Luật sư lái xe đưa Min-ô đến chỗ giám đốc Seok, ông tò mò tại sao anh muốn gặp ông ta đến vậy. Vấn đề hiện tại của anh chỉ có một mình ông ta có thể giải quyết. Ông nói xác của em trai anh đã bị ác quỷ chiếm giữ. Nghe những lời ông nói, anh có vẻ không tin và định rời đi. Đối với một người bị ung thư chỉ sống được một tháng nữa thì bây giờ đến cử động cũng khó. Còn cậu ta hiện tại khỏe đến mức đáng ngờ. Bản thân anh cũng đã nhìn thấy biểu hiện khác thường từ em trai mình. Nhưng vì anh mong muốn nhìn thấy em trai mình dù chỉ một ngày. Ông thấy anh có vẻ không tin vào những lời mình nói nên đã kéo áo ra cho anh xem. Trên ngực ông có vết đen, nó là bằng chứng cho việc ông đã từng chết đi sống lại. Ông nghĩ Jun-ô đang phải trả giá cho những việc mình đã làm. Bây giờ chỉ có mình ông mới có thể cứu lấy Jun-ô. Jun-je lái xe đưa Jun-ô và Dung Hoa về nhà anh. Cô đang định rời đi nhưng bị Jun-ô hỏi, hình như cô có việc chưa làm. Anh nhìn cô thì liền biết ngay tối qua cô chẳng mơ gì. Trên mặt cô đã viết rõ những chữ đó, dù sao anh cũng đã chờ cô suốt 1.500 năm. Bây giờ có đợi thêm vài ngày thì cũng không sao. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì cảnh sát cũng đã đi đến thông báo về cái chết của Tae-ju. Anh cảm nhận được trên người anh ta không có sát khí, cũng không phải là người dám kết liễu đời mình. Sau khi Dung Hoa rời đi, anh muốn biết người đàn ông trong ảnh là ai. Nhưng cảnh sát không muốn cho anh biết nên đã cố ý đánh trống lảng. Nhìn thái độ kiên quyết của anh, cảnh sát chỉ đành nói cho anh biết. Anh trai của anh Min-ô đã đứng ra cho dừng điều tra nên cũng không biết thêm được gì. Sau khi nhận được câu trả lời anh rời đi, anh đã suy nghĩ tại sao gần đến lúc cô chết thì chuyện này bất ngờ xảy ra. Anh nhìn thấy Dung Hoa vẫn còn đang ở đây, cô vẫn còn hơi bất ngờ trước tin tức của Tae-ju. Chuyện bây giờ anh quan tâm là anh có linh cảm không tốt. Muốn cô ở bên cạnh anh, cô từ chối vì bản thân mình còn cuộc hẹn. Lúc này điện thoại cô vang lên, đã đến cô phải đi. Mặc cho Jun-ô có nói gì thì cô vẫn quyết định rời đi. Cô ra đến cửa vừa lúc gặp Min-ô đi đến. Anh có chuyện muốn nói với Jun-ô nhưng cậu muốn nói chuyện sau. Min-ô nói với anh chuyện có thể từ từ nói nhưng phải chú ý đến trang phục. Nhìn cuộc trò chuyện của hai người càng ngày càng trở nên căng thẳng, cô liền đi đến giải thích dùng Jun-ô. Sau đó hai người rời đi để lại mình Min-ô. Cô đến trạm cứu hỏa nhìn thấy ảnh Jun-ô trước đó không hề có vết thâm ở cổ. Bất giác nhớ lại cảnh cô vừa thấy gì đó trên cổ anh. Cô đi đến căn phòng tối om, mọi người đã bất ngờ tổ chức sinh nhật cho cô tại đây.
Mọi người đều mong cô có thể mau chóng trở về đội. Đêm nay cô quyết định chuẩn bị thật kỹ để mơ hết phần còn lại. Cô đã phát hiện ra một chuyện, chỉ có những lúc cô không ngủ sâu mới có thể mơ tiếp. Dung Hoa tưởng rằng chỉ cần mình ngủ với chị gái sẽ thấy không ngon, nhưng cô đã lầm. Đến sáng tỉnh lại, cô phát hiện đêm qua cô chẳng mơ thấy gì. Nhìn cô có vẻ không vui nên người chị muốn cô rủ Jun-ho đi chơi cùng. Nhưng khi ra đến cửa đã gặp anh ở đây, cả ba người cùng nhau đến công viên giải trí. Jun-ho muốn vào chơi với hai người sẵn tiện bảo vệ Dung Hoa, nhưng chị cô cảm thấy anh mới là người gặp nguy hiểm. Trong lúc cả ba đang tranh cãi không biết nên làm sao thì Jun-je đã đi đến và đem anh một chiếc mặt nạ thỏ. Nhờ có nó anh đã có thể vào trong. Nhìn mọi người chơi rất vui nhưng anh chỉ đứng một mình. Đến cuối cùng anh cũng quyết định với mọi người thật vui vẻ. Sau khi chơi hết những trò mạo hiểm, nhưng anh làm sao biết được ở thời đại này, mọi người đến đây để tận hưởng cảm giác mạnh. Nói chuyện một lúc, chị cô mới biết vé là do đồng nghiệp của Dung Hoa tặng. Nghe được như vậy, Jun-ho có chút ghen, anh định rời đi nhưng quên mất chưa mang mặt nạ. Những cô gái xung quanh kích động lao đến chỗ anh, cũng may cô đã kịp phản ứng dắt tay anh chạy trốn. Vô tình họ đã dắt nhau vào nhà ma, cả hai sợ hãi kéo tay nhau chạy ra ngoài. Jun-ho còn không quên đóng cửa cho đám ma quỷ đó không chạy ra ngoài được. Anh suy nghĩ đến diễn cảnh khi hai người là một người bình thường thì không biết sẽ như thế nào. Sau một ngày vui chơi thì mọi người mệt mỏi đến mức ngủ gục trên xe. Jun-je sau khi đi chơi vui vẻ với mọi người liền muốn xin phương thức liên lạc của chị Dung Hoa. Hai người đứng nói chuyện vui vẻ mặc cho cô và Jun-ho không hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên ngày đi chơi cũng thấm mệt nên anh bảo cô vào nhà để nghỉ trước. Nhưng cô vẫn còn ý định khác đối với anh. Cô lấy cài tai mèo cài lên cho anh, dù sao thì nguyên ngày anh đeo mặt nạ thỏ nên chưa chụp được tấm nào. Cô nhanh chóng lấy điện thoại chụp vài tấm trông anh cũng đẹp trai. Sáng hôm sau cô vui vẻ gửi ảnh cho anh nhưng đợi mãi không thấy anh phản hồi. Cô nhớ lại lời anh nói sau khi chơi xong nhà ma. Cô cũng mong anh là một con người số phận đã đưa hai người vào bước đường này không thể làm khác được. Bên phía luật sư Ki-ung-se vừa đọc những tin tức trên mạng. Ông nhanh chóng đến chỗ Min-ho để hỏi cho ra lẽ. Nhưng đến bản thân anh cũng không rõ, chuyện này vẫn còn phải phụ thuộc vào anh. Anh đến nhà Jun-ho chuẩn bị một bàn đồ ăn, anh lấy hộp thuốc đã từng bảo cậu uống. Dường như cậu không uống trong suốt thời gian qua. Nhưng cậu không muốn Min-ho quan tâm đến chuyện của mình. Trong lúc cả hai tranh cãi thì Dung Hoa đi đến. Anh vì muốn đi đến nói chuyện trực tiếp với cô thì bị cậu ngăn cản lại và đánh vào mặt anh. Cô đi đến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để chiều lòng Jun-ho nên anh đã bảo cả hai chỉ đang bàn đến chuyện phục chức cho cô. Nhưng có lẽ vẫn chưa đến lúc và rời đi ngay sau đó. Jun-ho bảo với cô dạo gần đây anh có rất nhiều điều kỳ lạ, tốt nhất cô nên tránh xa. Cậu linh cảm được chuyện gì đó sắp xảy ra, cô muốn biết thật sự anh đang nghĩ gì. Nhưng anh sợ cô không chịu nổi sự thật này. Sau đó cô cũng rời đi, nhưng vừa ra đến cửa cô nhìn thấy Min-ho đang đợi mình. Cô cùng anh đi đến hiệu thuốc mua băng cá nhân. Anh muốn hỏi xem cảm nhận của cô đối với Jun-ho là sao. Và bản thân anh cũng không hiểu tại sao cậu lại trở nên như vậy. Cô chỉ giải thích với anh sau vụ việc lần trước nên anh bị hưởng tâm lý một chút và động viên anh. Cô ngồi một mình xem điện thoại trong phòng. Suy nghĩ nếu như bản thân mơ tiếp hết câu chuyện của anh thì có lẽ anh sẽ sớm được rời khỏi đây. Nhìn chiếc chìa khóa xe Min-ho đưa, cô có chút đồng cảm với anh. Anh cũng chỉ muốn được cùng em trai mình có một kỷ niệm đáng nhớ. Để khi cậu mất đi thì bản thân anh sẽ không phải hối tiếc. Cô vẫn đang suy nghĩ thì đột nhiên chị cô chạy đến kiếm cô hỏi chuyện của Jun-ho. Làm cho cô không hiểu tại sao chị lại biết được chuyện này. Cùng lúc này Jun-ho nhắn bảo cô xuống đi dạo cùng anh. Nhìn thấy gương mặt hớn hở khi thấy tin nhắn, cô định gọi cho đài truyền hình báo chuyện này. Nhưng bị Dung Hoa ngăn cản lại. Cô muốn để cho anh có khoảng thời gian yên bình cuối cùng. Cô xuống nhà nhìn thấy anh đang ngồi đợi cả hai cùng nhau tâm sự trên suốt đoạn đường. Lần trước khi chơi xong nhà ma anh cũng đã bảo. Không biết bản thân khi làm một người bình thường thì chúng ta sẽ ra sao. Nên cô quyết định mình sẽ trở thành những khoảnh khắc bình thường của anh trong khoảng thời gian còn lại. Bằng cách chúng ta hãy cùng nhau đi du lịch. Nghe được những lời cô nói anh đã vui vẻ đồng ý. Hơn nữa anh cũng không muốn sát hại cô để phá giải lời nguyền đó nữa. Sáng hôm sau cả hai chuẩn bị đồ đi du lịch. Anh nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đang lấp ló ở đây, anh liền đuổi theo giữ cô lại. Nhìn kỹ mới biết đó là Lee Seon. Những lời cô nói càng khiến anh bất ngờ hơn, tại sao cái chết của Tae Joo, người bị bàn tán lại là cô. Còn hai anh em nhà anh lại có thể sống yên ổn đến vậy. Nhìn thấy anh và Dung Hoa vui vẻ chuẩn bị đi chơi như thế này, cô ghi hận trong lòng. Nếu như cô ra đi cô sẽ không ra đi một mình. Còn nếu như cô khôi phục được danh tiếng của mình, thì hai anh em anh và cả Dung Hoa sẽ phải trả một cái giá đắt. Anh ngồi trên xe mải mê suy nghĩ mà không quan tâm tới lời cô nói. Trên đường đi cả hai cùng nhau nói chuyện và cô muốn chuyến đi đầu tiên này phải thật vui vẻ. Có thể đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của anh. Trong lúc đi cô hỏi chuyện anh nói lúc tối nếu như cô không mơ nữa sao anh giải được lời nguyền. Bản thân anh đã lưu luyến nên không muốn rời xa cô, anh sẽ tự tìm cách để thoát khỏi lời nguyền này. Đi đến nơi anh mới phát hiện chuyến đi này có cả Min-ho. Dù bây giờ không muốn nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được. Min-ho cùng với Jun-ho ngồi xuống vừa uống cà phê vừa nói chuyện với nhau. Anh nói ra những điều mình đã suy nghĩ bấy lâu nay. Nơi đây là nơi cả hai người đã cùng nhau sống một khoảng thời gian dài. Nghe được những lời này, ký ức lúc nhỏ của anh chợt ùa về. Từ lúc đó Min-ho tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Cậu chính là động lực để anh sống đến hiện tại. Lúc này Jun-ho xuất hiện tình trạng chóng mặt và sau đó ngất đi. Min-ho đã nghe theo lời Jun-hoan vì muốn tìm lại cơ thể cho em mình. Nhớ lại mỗi lần anh nhắc đến Dung Hoa là cậu lại có thái độ rất lạ. Cô ngủ một giấc đến tối mới tỉnh lại, phát hiện Min-ho và Jun-ho vẫn chưa quay về.
Cô nằm suy nghĩ một lát thì Min-ô trở về nhưng không thấy cậu đâu cả. Nên anh và cô cùng nhau vào trong rừng kiếm. Cậu sau khi tỉnh lại quay về lều nhưng không thấy cô đâu, chỉ có chiếc điện thoại vẫn còn đang ở đó. Anh vì để cứu em trai mình nên đã từng bước đẩy cô lùi về phía vực sâu. Đến cuối cùng cô vẫn nghe tiếng cậu gọi tên cô. Dung Hoa vừa nghe được tiếng cậu liền bị Min-ô đẩy xuống dưới vực. Nhưng cũng may cô đã nhanh chóng bám vào tảng đá. Cô mơ màng thấy được chuyện tình của Joha và Zita. Anh nằm trên chân cô và được cô hát ru anh ngủ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô. Lúc này cậu cũng đã đi đến để kéo cô lên khỏi vách đá. Cô vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy anh dù cho anh có đẩy cô ra. Bản thân cô nghĩ anh đúng là thần hộ mệnh của mình và hối hận khi chưa kịp nói với anh rằng cô không muốn anh rời xa mãi mãi, chỉ muốn anh ở cạnh dù chỉ là một ngày. Trong lúc anh vẫn đang suy nghĩ thì cô đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Min-ô sau khi đẩy cô xuống vực thì trở về lều lấy điện thoại báo tin có người bị mất tích. Nhưng trước khi anh gọi thì đã có người gọi báo trước. Anh nhanh chóng đi đến chỗ Jun-ô bất tỉnh nhưng anh ấy đã biến mất. Jun-ô đưa cô đến bệnh viện cũng may không có vết thương nào nghiêm trọng. Anh cũng biết chuyện ở vách đá là do Min-ô làm nên muốn báo cảnh sát. Nhưng cô đã ngăn anh lại chỉ vì những lời anh ta nói cuối cùng thật sự rất khó hiểu. Lúc này anh cũng đã đến bệnh viện nhìn thấy cô và Jun-ô đều bình an, anh bỏ chạy. Cậu cũng nhanh chóng đuổi theo, cậu túm lấy cổ áo anh hỏi tại sao phải làm như vậy. Min-ô chỉ vì khao khát cứu em trai mình nên muốn xử lý Dung Hoa. Xem chút nữa anh đã trở thành tội phạm giết người. Từ chỗ anh cậu biết được có người đứng đằng sau giật dây mọi chuyện. Jun-ô cùng cô đi về nhà nhưng hiện tại cô chỉ muốn ở một mình. Chúng ta sẽ không biết trước chuyện gì xảy ra và nguy hiểm sẽ đến lúc nào. Cô có cảm giác anh đã từng nói những lời này giống như anh biết chuyện này sẽ xảy ra. Bản thân cô có cảm giác có chuyện gì đó cô chưa biết về tất cả mọi chuyện. Còn cả chuyện lời nguyền, tại sao lại là lời nguyền của chúng ta? Anh không muốn cho cô biết vì như vậy sẽ tốt hơn lời nói của anh khiến cô không tin được vào tai mình. Cô sẽ không thể nào sống qua 30 tuổi, đây là chuyện đã được lặp đi lặp lại suốt 18 lần chuyển kiếp của cô. Min-ô sau khi nghe được những lời Johan nói ở bệnh viện thì lập tức lái xe đến chỗ Chun Hoan hỏi cho rõ. Nhớ lại những lời Dung Hoa từng nói với mình, anh tự trách bản thân tại sao mình lại làm vậy với cô ấy. Anh đi đến túm lấy cổ áo ông ta, anh hỏi những lời ông nói đều là giả dối sao? Nhưng ông ta chỉ lợi dụng anh để hại chết cô thì mới có thể xóa được ấn ký kinh tởm trên người. Ông ta nở một nụ cười quỷ dị nhìn ấn ký. Biết anh vẫn chưa xử lý được cô ta, ông ta định hạ sát anh tại căn phòng này. Lúc này anh mới biết được ông ta chỉ là một linh hồn đã sống qua hàng ngàn năm. Min-ô cố gắng trốn thoát để báo tin này cho Joha biết nhưng ông ta không có ý định để anh làm như vậy. Min-ô cuối cùng vẫn là không thoát được sự tấn công của đối phương. Bên này Dung Hoa vẫn đang mải mê suy nghĩ về việc lời nguyền thì Jun-ô đi đến. Sau những lần chuyển kiếp thì không có lần nào có thể thay đổi. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô ra đi. Nói chuyện được một lúc tiếng điện thoại anh vang lên. Min-ô được cảnh sát đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến nơi nhìn anh người đầy thương tích được bác sĩ cấp cứu. Cảnh sát nhận được cuộc gọi của chủ nhà nghỉ phát hiện anh ở đó. Nhưng vì là một nhà nghỉ đã cũ nên không có camera giám sát. Nghe được những lời cảnh sát nói, cô có chút không tin. Giám đốc mà cô biết không phải là một người như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Lúc này luật sư Kyung Se cũng đã đến bệnh viện. Nhìn thấy ông, anh nhớ lại những lời Min-ô nói. Cậu nghĩ chắc hẳn chuyện này có gì đó liên quan đến ông nên lập tức đuổi theo. Nhìn thấy trên người ông có sát khí, anh liền biết ngay ông đã từng hại chết người. Tra hỏi một lúc ông ta cũng định nói ra sự thật nhưng Chun Hoan đã biết trước được việc này. Nên đứng trên sân thượng đẩy thẳng một chậu cây xuống chỗ ông. Cũng may Jun-ô đã nhanh tay đẩy ông ra chỗ khác dọa ông sợ bỏ chạy. Dung Hoa được Jun-je trở về, cô mệt mỏi mơ về ngày đính hôn của Zita và Joha. Phụ thân của Joha muốn dùng cô làm lá chắn để chắc chắn rằng anh sẽ không phản lại ông. Anh đi đến tặng cho cô một tràng hạt làm bằng hạt sen. Nó có thể giúp cô có thể tránh khỏi những điều hung ác và nó sẽ bảo vệ một mình cô thôi. Sau đó cô tỉnh lại trên xe Jun-je sau giấc mơ, anh bảo cô lấy chiếc hộp đó. Vì đây là thứ Min-ô muốn đưa cho cô từ rất lâu, về đến nhà cô mới biết đó là chiếc vòng tay. Nhớ lại chiếc vòng tay lúc trước cô mang trên người và những lời đại sư đã nói. Nó là bùa hộ thân giúp bảo vệ cô khỏi tà khí hoặc ma quỷ. Cô cầm chuỗi hạt đó đi đến chỗ đại sư để hỏi nhưng ông không thể nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Bản thân cô không hiểu tại sao những việc cô đã làm từ nhiều kiếp trước đã liên lụy cô cùng với những người xung quanh đi đến bước đường này. Cũng vì những việc cô đã làm nên đây mới là cơ hội để phá giải việc lặp đi lặp lại trong kiếp luân hồi. Đó là câu hỏi mà bản thân cô phải tự tìm câu trả lời cho mình. Bản thân cô nên dũng cảm đối mặt với những chuyện mình đã làm. Jun-ô đứng từ chỗ đẩy chậu hoa vẫn không hiểu rốt cuộc người đó là ai mà có mối thâm thù đại hận lớn như vậy. Anh cùng với luật sư đi đến chỗ máy chủ của camera để cho anh xem mặt của ông ta. Nhưng anh vẫn chưa thể rõ người đó rốt cuộc là ai. Dung Hoa từ chỗ đại sư đi về vẫn đang suy nghĩ lời ông nói. Rốt cuộc tình cảm mà kiếp trước cô đã dành cho Joha là như thế nào? Nhớ lại những lần mà cô nhìn thấy anh đều đối xử với cô một cách ân cần. Đến lúc cô cần nhất anh đã xuất hiện và cứu lấy cô. Có vẻ bản thân cô đã có tình cảm với anh từ lúc nào không biết. Đột nhiên cô nhìn thấy Chun Hoan đứng trước mặt cô nói những lời rất khó hiểu. Cô có vẻ không tin những lời ông ta nói nhưng ông đã nhắc đến vết thương trên cổ Joha. Đó là do cô đã gây ra làm cho lời nguyền này đã kéo dài 1.500 năm. Chưa đợi cô hiểu được chuyện gì xảy ra thì ông đã biến mất. Bên phía Jun-ô sau khi nhìn thấy Chun Hoan qua đoạn camera, anh vẫn chưa hiểu chuyện này còn có người thứ ba dính phải lời nguyền này sao? Rốt cuộc ông ta là ai mà phải xen vào chuyện này? Anh nhờ luật sư điều tra ông ta nhưng luật sư không muốn dính vào chuyện hận thù này.
Nói xong anh đi đến nhà Dung Hoa kiếm cô nhưng không có ai mở cửa. Lúc này Na Jeon cùng với Jun Jae vừa về đến nhìn thấy anh đang đứng gõ cửa. Cô muốn nói chuyện với anh một lát. Cô lấy ra những album chiến tích của em gái cho anh xem. Dung Hoa luôn là một cô gái yêu đời sống vui vẻ, từ lúc gặp anh cuộc sống của cô đã trở nên rối loạn, còn thường xuyên chạy ra ngoài với trạng thái ma ám. Dung Hoa trên đường về vẫn đang nhớ đến lời nói Chun Hoa nói. Bản thân cô suy sụp hoàn toàn khi biết vết thương trên cổ anh là do cô làm. Jun Oh vừa rời khỏi nhà cô, anh nhận được cuộc gọi của Jun Jae vì không biết được Dung Hoa đang ở đâu. Đang định đi kiếm thì anh phát hiện cô đang ngồi dưới gốc cây, từ từ đứng dậy thẫn thờ đi về phía trước, nên anh chỉ âm thầm đi theo phía sau để bảo vệ. Trong lúc cô xém bị xe tông thì anh đã lao đến cứu cô, và đây cũng không phải lần đầu anh đi theo. Dù sao anh đã bám theo cô trong suốt 1.500 năm qua. Trong lúc đang nói chuyện với anh, cô nhớ lại những lời ông ta nói liền không đứng vững. Chun Hoan ở trong nhà vệ sinh đau đớn. Nỗi đau từ vết thương ở ngực ông có nghĩa là thời gian của ông ta ở đây đã sắp hết. Lee Seon sau khi bị công ty hủy hết hợp đồng đứng khóc một mình trên hành lang. Chun Hoan muốn cô sẽ là người tiếp theo bị ông lợi dụng cho việc trả thù này. Jun Oh sau khi đưa cô về nhà xử lý vết thương, anh biết cô sau khi nghe bản thân không thể sống qua 30 tuổi nên đã rất buồn. Đáng lẽ anh không nên cho cô biết chuyện này, nhưng lời nguyền này không thể nào trốn tránh mãi được. Và anh cũng vừa phát hiện ra còn có một người dính vào lời nguyền này nữa. Cô chợt nghĩ ngay đến Chun Hoan. Anh ngạc nhiên khi cô cũng biết đến hắn, trước khi gặp anh thì cô đã gặp ông ta. Và những lời ông nói khiến cô bất giác muốn xem vết thương trên cổ anh. Cô đột nhiên hỏi về vết thương nên anh nghĩ chắc hẳn ông ta cũng đã nói gì đó. Lúc này cô cảm thấy hơi đói nên anh đã đi pha cho cô một ly mì. Chị cô khi nghe Jun Jae nói đêm nay cô sẽ ở nhà lập tức nổi giận, muốn anh đi đến đó chờ em cô về nhưng đã bị anh ngăn cản. Sau khi ăn xong, anh dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi và cũng đã báo cho chị cô về chuyện này. Đối với cô, chị ấy như người thân luôn chăm sóc, cũng có lúc hay làm quá mọi chuyện, nhưng cô cảm thấy như vậy rất tốt. Anh cũng cảm thấy may mắn khi bên cạnh cô luôn có những người tốt như vậy. Nói chuyện được một lúc, anh bảo cô mau nghỉ ngơi sớm, đêm nay anh sẽ canh cô ngủ. Anh ngồi dưới cầu thang suy nghĩ cùng lúc nhận được tin nhắn của luật sư. Tại nhà nghỉ không còn dấu vết nào của ông ta cả. Trong đêm tân hôn của hai người, không một ai cảm thấy vui vẻ. Từ nay về sau, hai người đã chính thức là vợ chồng, nên sẽ có nhiều người để mắt hơn, cũng đến lúc nên đổi cách xưng hô. Jita đi đến chỗ thuộc hạ lấy đồ ăn. Trong lúc cô bảo nô tỳ đi lấy thêm thức ăn cho tướng quân, thì cô đã lấy ra túi thuốc độc mà trước đó ông bảo cô bỏ vào rượu do hà. Nhưng thay vì vậy, cô đã bỏ vào bình rượu của ông và nhanh chóng rời đi. Trong đêm cô hạ thủ phụ thân anh, mọi chuyện cô sẽ tự gánh lấy hậu quả. Trước khi qua đời, ông đã nói với cô dù cho cô có chuyển kiếp bao nhiêu lần thì ông vẫn sẽ bám theo. Joha sau khi tỉnh dậy đã đi đến phòng của phụ thân, phát hiện ông đã qua đời. Còn thủ phạm cũng đã được bắt lại. Nhìn thanh kiếm, anh biết ngay chuyện này là do cô làm. Anh đi đến chỗ cô bị bắt, muốn tự tay xử tội. Cô cứ tưởng đâu anh sẽ xử lý cô trả thù cho phụ thân, thì anh đã dùng thanh kiếm chém đứt dây trói và dẫn cô rời đi khỏi nơi này. Hai người cùng nhau đến một căn nhà nhỏ trên núi. Nơi đây vốn là nơi nghỉ ngơi của những người đi hái thuốc. Cô ra tay với ông ta cũng chỉ vì ông ta muốn ra tay với anh trên chiến trường ngày mai. Cô không muốn trơ mắt nhìn anh ra đi như vậy nên mới hấp tấp xử lý ông ta. Bản thân anh kể từ khi gặp cô, anh đã yêu thương cô nên anh cũng không muốn cô rời đi. Anh động viên cô một lát rồi cô cũng ngủ thiếp đi. Trong lúc đó anh đã cưỡi ngựa quay về phủ, mặc cho những tên lính ngăn cản anh đi đến hạ từng tên. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy không thấy anh đâu. Cô đi vào thôn nhìn thấy xác binh lính ở đây rất nhiều. Cùng lúc đó Joha đi đến dẫn cô quay về ngôi nhà nhỏ. Trong đêm binh lính đi tìm hai người khắp nơi, anh định đi ra xem xét tình hình thì bị cô giữ lại. Cô hối hận khi phải đẩy anh vào con đường như thế này. Anh an ủi cô phải sống tiếp, chúng ta sẽ đi về hướng bắc nơi có quân Gaza. Nơi đó cả hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Lúc này anh mới phát hiện cô sốt cao. Anh chỉ có thể ra dọn dẹp hết đám lính đó một cách nhanh chóng rồi quay lại với cô. Nói xong anh hôn cô một cái rồi rời đi. Cô cầm thanh kiếm muốn kết thúc chuyện tình yêu sai trái này. Nhớ lại những lúc gặp anh, cô quyết tâm sẽ giải thoát cho anh khỏi địa ngục này. Rồi cũng lấy hết dũng khí cầm kiếm lên xử lý anh. Dung Hoa tỉnh lại từ trong giấc mơ, cảm thấy sốc với những chuyện mình đã làm với anh. Người đẩy anh vào nỗi đau đằng đẵng suốt 1.500 năm chính là cô. Không cầm lòng được mà ngồi khóc trong phòng. Jun Oh ở dưới nhà nhận sự đau đớn từ vết thương. Anh muốn tìm cách bảo vệ cô trước khi anh trở nên yếu hơn. Lúc này Dung Hoa bước xuống, cô không thể nói gì ngoài hai từ xin lỗi và òa khóc. Cuối cùng cô đã mơ thấy lý do anh qua đời. Luật sư ra sức điện thoại cho anh thông báo tình hình của Chun Hoan nhưng anh mãi không bắt máy. Ông gửi tin nhắn và ảnh cảnh báo cho anh rằng ông ta đang ở xung quanh nhà của anh. Jun Oh ngay từ đầu đã biết được cô là người đã ra tay với anh. Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói tại sao cô làm như vậy khi anh thật sự rất yêu cô. Ngay từ lúc đầu cô chỉ nghĩ khi xử lý được phụ thân anh thì cả hai người có thể ở bên nhau. Nhưng số phận lại không như mong muốn. Trước sau thì hai người cũng không thể thoát khỏi cái cảnh địa ngục. Và đến hiện tại cô không hề biết chuyện đó. Cho đến khi cô đem lòng yêu anh một lần nữa thì chuyện này bất ngờ xảy ra. Nói xong cô cũng đã rời khỏi nhà anh. Anh lập tức đuổi theo cô để nói cho rõ. Có một khoảng thời gian anh đã nghĩ chỉ khi giết được cô anh mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Nhưng sau khi nghe được những lời mà đại sư đã nói, oán hận không phải cứ trả là sẽ xong. Anh đã xác nhận được chuyện cô đem lòng yêu anh. Nên dù anh có phải sống trong địa ngục một lần nữa thì tấm lòng của anh vẫn hướng về cô. Trong lúc cả hai nói chuyện thì Jun Jae lái xe đưa chị cô đến. Hai chị em cô mải mê nói chuyện thì anh nhìn thấy Chun Hoan xuất hiện.
Vết thương của anh lập tức đau nhói. Anh bảo cô mau chóng vào nhà rồi lập tức đuổi theo ông. Dung Hoa cùng với chị cô đang đợi anh quay lại thì có một cô gái với hành động kỳ lạ đi đến. Nhìn kỹ mới phát hiện là Lee Seon. Lúc này cô ta nhìn thấy xe tải lao đến nên đã đẩy Dung Hoa ra trước đầu xe tải. Cũng may chị cô đã nhanh chóng đẩy cô ra còn bản thân mình thì đón nhận chiếc xe. Chị cô được đưa vào phòng cấp cứu với thân thể đầy vết thương. Luật sư cũng vừa xem được tin tức Lee Seon đã bị bắt thì Chun Hwan đã đi đến ngồi vào xe khiến ông sợ hãi. Ông ta đến nhờ luật sư chuyển lời cho Do Ha, người cha này sẽ sớm tìm đến con thôi. Dung Hoa sau khi về nhà muốn gom hết đồ đạc vào bệnh viện ở cạnh chị mình. Cô nghĩ cũng vì lời nguyền trước 30 tuổi nên chị cô mới ra nông nỗi như thế này. Cô tự trách bản thân mọi lỗi lầm đều do cô mà ra, anh chỉ có thể ôm cô vào lòng mà an ủi. Anh đi đến tìm gặp luật sư Ki Ung Se. Cả hai cùng đến nhà giam để điều tra tin tức từ phía Lee Seon. Trước khi rời đi, anh cũng không quên cảnh báo ông nên cẩn thận với người đó và nhớ tìm cho anh vị trí cụ thể của ông ta. Như những lời ông luật sư nói càng khiến anh ngạc nhiên hơn. Đến giờ anh mới biết được người đứng sau tất cả lại là phụ thân của anh. Dung Hoa một mình đi đến chỗ bảng tên của ba mình, chợt nhớ ra chuyện vòng tay hộ mệnh. Cô nhanh chóng đào dưới gốc cây để tìm kiếm chiếc hộp. Trong đó còn có một chiếc vòng tay mà ba cô đã từng làm y hệt cái của cô. Cùng lúc có cuộc gọi đến một người đồng nghiệp của cô đã mất trong lúc làm nhiệm vụ. Sau khi đến dự buổi tang lễ của người đồng nghiệp, cô ngồi xuống bên một cái ghế ven đường thì Chun Hwan đi đến. Trong suốt 18 lần chuyển kiếp trước, những cái chết của cô tất cả là do ông ta đã làm. Đến lần này ông cũng muốn tự tay giết chết cô, nhưng lần này ông đã không may mắn đến vậy. Cũng nhờ vòng hộ thân mà ông bị văng xa mấy mét. Chiếc vòng tay lần trước của cô cũng nhờ Tae Joo nên nó mới đứt. Cái chết của những người xung quanh cô đều do tai ương của cô gây ra. Nếu như bản thân cô không chết đi thì bi kịch vẫn sẽ được lặp lại. Jun Oh sau khi đi thăm Min Oh trở về không nhìn thấy cô ở đâu. Khi biết cô đã về nhà nghỉ ngơi nên anh cũng yên tâm phần nào. Lúc đó Jun Jae lấy ra món quà được gửi cho người nào đó tên Do Ha. Nghe đến đây anh liền mở món quà đó ra. Cây thủy tùng là món quà phụ thân anh đã tặng lúc anh chiến thắng trở về. Nó được sử dụng để tự kết liễu khi ra chiến trường. Anh buông tay nên chậu cây đã rớt xuống đất, cùng lúc nhặt được một tấm giấy địa chỉ. Dung Hoa trở về bệnh viện thất thần, anh liền chạy đến hỏi thăm. Cũng nhờ có vòng tay hộ mệnh đã bảo vệ cô trước sự tấn công của ông ta. Nhìn sắc mặt của cô không được tốt nên anh đã đưa cô về nhà trước. Cô lo sợ trước sự tấn công của phụ thân, còn cả lời nguyền này vẫn sẽ tiếp tục lặp lại. Cô không muốn những người xung quanh cô đều qua đời bởi vì cô. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về đoạn tình cảm này. Đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn từ bỏ để bi kịch không xảy ra thêm lần nào nữa. Trong lúc cô ngủ, anh mới dám nói ra những suy nghĩ mà anh giấu trong lòng. Chỉ vì muốn bảo vệ nàng mà ta đã quay lại nhân gian này. Lần này ta sẽ không để hắn làm hại nàng nữa. Lúc này cô vẫn còn thức và nghe được những lời anh nói mà âm thầm rơi nước mắt. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì anh đã rời đi, chỉ để lại lời nhắn và một bàn thức ăn đầy dinh dưỡng cho cô. Cùng lúc cô nhận được tin chị cô đã tỉnh nên lập tức đi đến bệnh viện. Cô đã khóc sướt mướt khi nhìn thấy chị cô tỉnh lại. Trong lúc rời đi, cô nhớ lại những lời Chun Hwan đã nói, cô thật sự không có dũng cảm sống tiếp khi phải đối mặt với việc những người thân xung quanh phải ra đi vì mình. Bên này Jun Oh đã đi đến địa chỉ mà anh nhặt được từ chậu cây và gặp lại người phụ thân đã chết sau 1500 năm. Ông vẫn còn ý định xử lý chết cô trong kiếp này. Anh không hiểu vì sao ông lại đối xử với anh như vậy. Anh đã phải sống một cuộc đời địa ngục trong suốt thời gian đó. Bản thân ông đã để lộ thân phận quá sớm nên anh nhất định sẽ không để ông đụng tới cô ấy thêm một lần nào nữa. Bầu không khí lúc này giữa hai người càng trở nên căng thẳng hơn. Ông ta đắc ý chỉ vì anh muốn ngăn cản một mình ông, nhưng xung quanh còn rất nhiều người muốn tiêu diệt cô. Lời nói của ông càng khiến anh tức giận, xông đến tấn công ông ta. Để thoát khỏi sự tấn công đó, ông đã dùng chậu cây đánh mạnh vào anh và cũng cảnh báo anh nên nhanh hơn vì thời gian không còn nhiều đâu. Anh quay trở về bệnh viện nghe Na Jeon nói cô đã rời đi từ trước khi anh đến. Cô còn dặn dò đưa chiếc vòng tay kèm với lời nhắn này cho anh. Sau khi đọc được lời nhắn, anh mới phát hiện cô có ý định kết thúc mối nhân duyên nên lập tức đi tìm. Dung Hoa ngồi bên sông Hàn nhớ lại từng khoảnh khắc bên anh. Cô không hề hối hận khi đã gặp được anh. Cô từ từ tiến đến phía con sông, cũng may Jun Oh đã đến kịp và ngăn cản cô lại. Đối với anh, cô là một người luôn xem trọng mạng sống, những lời nói của anh lúc này đã khiến cô dao động. Anh đi đến ôm lấy cô từ phía sau. Dù có như vậy, cô vẫn cảm thấy nếu như bản thân lại yêu phải anh một lần nữa thì bi kịch vẫn sẽ tiếp tục tái diễn. Nhưng bản thân cô đã yêu anh từ lúc nào không hay và muốn sống cùng anh như lúc bây giờ. Anh cũng muốn như vậy và chính anh sẽ thay đổi số phận của hai người, để bi kịch này sẽ không thể lặp lại thêm một lần nào nữa. Nói xong anh hôn cô để xoa dịu nỗi đau trong lòng của cô. Jun Oh đeo cho cô chiếc vòng tay để đối phó với đối thủ đầu tiên cần có vật hộ thân để bảo vệ. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn ở phía sau cô. Hai người nắm tay nhau đi trên đường, lúc này cô mới nhớ ra lần trước ở sông Hàn cũng là do anh cứu. Chỉ cần cô gặp nguy hiểm anh luôn xuất hiện để bảo vệ cô. Cô cảm thấy hối hận đến bây giờ cô mới quyết tâm ở cạnh anh. Trước khi trừ khử So Ji Bu thì cần có một việc quan trọng phải làm. Na Jeon sau khi được xuất viện lo lắng cho tình trạng của Dung Hoa, điện thoại cho cô mà không liên lạc được. Jun Jae đưa cô lên nhà nghỉ ngơi trước. Vừa đẩy cửa vào nhìn thấy cô và Jun Oh đã chuẩn bị một bữa tiệc mừng cô được xuất viện. Nhưng Na Jeon không vui vẻ gì mà trách mắng cô tại sao không nghe điện thoại. Bầu không khí nơi đây trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chị cô không đồng ý việc hai người ở bên nhau. Jun Jae nói giúp anh cũng không được, bản thân anh đã từng thành thân với cô. Chứng kiến cái chết của cô qua 18 kiếp và đến hiện tại anh không muốn lời nguyền đó được lặp lại.
Dù cho chị cô không tin nhưng những lời anh nói là sự thật. Để biết những lời anh nói có thật không, chị cô muốn dùng rượu để chuốc say anh. Nhưng đến cuối cùng người bị chuốc say là Junjae. Dung Hoa mau chóng đưa anh ta về phòng nghỉ ngơi. Sau khi cô rời đi, chị cô mới bắt đầu hỏi anh, giữa biển người mênh mông như thế tại sao phải là Dung Hoa. Đối với anh, nữ nhân mà anh yêu nhất chỉ có thể là cô, không thể là ai khác. Anh một mình ngồi ngoài công viên cảm nhận sự đau đớn từ vết thương. Lúc này cô cũng đi đến tìm anh. Cô nhìn thấy vết thương có chút khác lạ hơn mọi hôm và nó cũng đem lại sự đau đớn cho anh. Nhìn thấy cô có vẻ buồn như vậy, anh ôm cô vào lòng an ủi. Hôm sau, Jun-ho đi đến tìm đại sư để tìm câu trả lời cho bản thân. Để có thể hóa giải oán hận của phụ thân anh thì nên làm như thế nào? Đại sư chỉ có thể nói với anh rằng điểm yếu của ông ta chính là lý do để ông ta có thể tồn tại. Nghe được những lời ông nói, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó. Dung Hoa vừa nhắn tin với Jun-ho vừa cười tít mắt. Na Jeon cảm thấy cô hết thuốc cứu. Cùng lúc đó, Junjae nhận được cuộc gọi Min-ho đang trong tình trạng nguy kịch. Anh liền báo ngay với Jun-ho. Mọi người nhanh chóng đi đến bệnh viện. Dung Hoa đi đến sảnh bệnh viện hỏi các cô y tá. Nhưng nhìn vào vết bầm tím ở tay y tá, cô linh tính được chuyện gì đó đang xảy ra. Chạy nhanh đến phòng Min-ho, đúng như cô nghĩ thì Chun Hoan đang ở đây đợi cô. Ông đắc ý khi nhìn thấy một mình cô đến. Như những lời ông đã từng nói, nếu như cô không chết thì những người thân cận cô sẽ gặp nguy hiểm. Dung Hoa không hề sợ hãi đứng trước mặt ông, giờ đây vật hộ thân sẽ bảo vệ cô. Từ lâu ông đã biết cô mang theo vật hộ thân bên người. Dù cho ông ta không thể xử lý được cô nhưng chưa chắc những người xung quanh cũng sẽ như vậy. Những lời ông nói khiến cô rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Lúc này Junjae và Na Jeon cũng đến. Nhìn thấy Chun Hoan cũng đang ở đây nên lập tức đưa chị cô rời đi và cũng điện thoại báo tin cho Jun-ho. Ông ta định lao đến giết chết Min-ho, cũng may cô đã nhanh tay dùng vật hộ thân để bảo vệ anh. Cô đeo vòng tay đó cho anh và nhanh chóng dụ ông ta ra nơi khác, bắt đầu trò chơi đuổi bắt với ông. Vì biết bản thân không thể đuổi kịp được cô nên ông đã dùng lời nói để kích thích cô. Lúc này cô cũng biết nỗi đau mà vết thương trên cổ Jun-ho đau đớn như thế nào. Cùng lúc đó Jun-ho cũng đã đi đến, nhìn thấy cô đang đứng ở đây. Nhưng không vì vậy mà cô từ bỏ tình yêu của hai người. Cô vẫn muốn bảo vệ người mình yêu đến cuối cùng, dù cho cái giá phải trả đắt như thế nào. Anh dẫn cô rời khỏi chỗ đó, một mình Jun-ho chiến đấu với ông. Nhưng ông không phải là đối thủ của anh. Anh kéo tay cô nhanh chóng rời khỏi chỗ đó để có thể thoát khỏi sự truy đuổi của ông. Anh liền cười nó ra. Mọi người lập tức vây quanh chỗ anh, chớp lấy cơ hội anh cùng cô chạy ra đến cửa bệnh viện. Cũng may luật sư đã đi đến và nhanh chóng lái xe rời đi. Ông đưa hai người đến một chỗ hoang vắng và đưa anh một tấm thẻ tín dụng của công ty để có thể bảo toàn tính mạng của mình trước Chun Hoan. Ông đến đồn cảnh sát để khai báo tất cả, nhưng trước đó ông muốn cảnh sát bắt ông lại. Bên phía giám đốc Seok, sau khi không đuổi kịp Jo Ha và Jun-ho, ông quay lại phòng bệnh của Min-ho nhưng anh đã không còn trên giường bệnh. Junjae đã đi trước một bước đưa ông và Na Jeon lên một chiếc xe cấp cứu rời đi. Ông cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo phía sau. Đến cuối cùng thì vẫn bị mất dấu và bị cảnh sát để ý đuổi theo truy nã. Dung Hoa cùng với anh đi đến một quán nước nghỉ ngơi. Nhìn vào vết thương trên cổ anh ngày càng đậm màu, bản thân cô cảm thấy có lỗi với anh vì đã để anh phải chịu nhiều đau đớn trong thân xác đó. Để ông ta có thể biến mất chỉ có cách bảo vệ cô qua khỏi sinh nhật 30 tuổi. Lúc đó ông ta sẽ chết, cũng đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ giống với ông ta là phải rời khỏi thế gian này. Cảnh sát phát hiện xe của ông trong một nơi hoang vắng, trên xe chẳng có một bóng người. Ông ta lúc này đã rời khỏi chiếc xe đi trên phố. Tiếng chuông đồng hồ khiến ông cảm thấy đau đớn ngã quỵ trước đầu xe khác. Cả hai ngồi trên xe chạy trốn khỏi sự truy đuổi của phụ thân anh. Cô đã mơ tiếp cái kết của câu chuyện tình ngang trái mà cô chưa từng mơ thấy. Đến lúc tỉnh lại trời cũng đã sáng, nhìn thấy anh vẫn đang bên cạnh an ủi cô. Anh nhớ lại lời nói của Chun Hoan, không biết cô có thể tha thứ cho anh khi không thể nói hết sự thật cho cô nghe. Vì không tìm kiếm được tung tích của hai người, ông đã đến phòng giam tìm gặp luật sư Kyung Se. Trước sự uy hiếp của ông ta thì luật sư vẫn trả lời không biết tung tích của họ. Ông ta chỉ có thể rời khỏi nơi đó khi chưa nhận được thông tin. Theo ký ức của Han Jun-ho thì mọi người đã cùng nhau đến ngôi nhà ở vùng hẻo lánh. Cô cùng với Jun-ho ở trong căn phòng. Nói chuyện được một lúc, hai người định hôn nhau thì bị Na Jeon đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, anh lại được nhìn thấy dáng vẻ lúc trước của cô. Dù cho quyết định lần này của anh có thể khiến hai người không bao giờ được gặp lại nhau nữa, nhớ lại những khoảnh khắc được ở bên cô, bảo vệ cô, những lúc nguy hiểm mà anh không thể nào kìm được nước mắt. Anh và cô cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, cùng nhau ăn uống vui chơi tại khu chợ. Nhưng anh không biết rằng ông ta cuối cùng cũng đã tìm thấy anh tại một nơi thôn quê hẻo lánh như thế này. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Min-ho cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy chiếc vòng tay của Dung Hoa để lại cho anh mà cảm thấy hối hận về những việc anh đã làm. Tối hôm đó, mặc dù chưa tới sinh nhật 30 tuổi của cô, nhưng mọi người đã tổ chức cho cô một buổi tiệc tại nhà. Khi cô chuẩn bị thổi nến thì tất cả đèn trong nhà đột nhiên tắt ngang và bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Bên ngoài cửa sổ xuất hiện cái bóng của một người đàn ông kéo lê chiếc rìu. Anh cũng đã cảm nhận được sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Chun Hoan cuối cùng cũng đã đến đây để ra tay với cô. Jun-ho tiện tay nhặt lấy một thanh gỗ kế bên đi đến ngăn cản ông ta. Nhưng cả hai lao vào nhau như những con hổ đói, không ai chịu thua ai. Dù ông đã bị anh đâm một nhát vào ngực nhưng ông ta vẫn không hề hớn gì mà đánh anh đến mức bất tỉnh. Dung Hoa sau khi đưa chị cô cùng với Junjae ra đến xe, cô phát hiện chìa khóa không nằm ở chỗ anh. Na Jeon sợ ông ta sẽ tìm thấy cô và anh nên đã dẫn anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Đi được không xa, cô cứ tưởng ông ta đã bắt được hai người nhưng không phải. Min-ho đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cô cảm thấy ngạc nhiên.
Min-ho giúp cô đưa Jun-je lên xe và đưa cho cô chìa khóa. Lúc này Jung-hwa sợ hãi chạy vào rừng sâu núp phía sau lùm cây nghe rõ những lời ông nói. Nhưng không may cô vô tình đạp trúng một nhánh cây khiến cô bị phát hiện. Ông lao đến định chém một nhát vào người cô. Nhưng Min-ho đã đến kịp và dùng vòng tay hộ thân để đỡ cho cô. Lúc cô đang lo cho sức khỏe của Min-ho thì ông ta đi đến định bắt cô nhưng bị Min-ho giữ chân lại. Cô nhanh chóng chạy đi nhưng cuối cùng vẫn bị ông bắt kịp ông. Dùng cây kéo lớn hướng thẳng về phía cô. Nhưng Jun-ho đã đến kịp lúc đỡ cho cô một nhát, anh đã nhanh chóng phản kháng lại và đẩy ông ra xa. Anh nói cho cô nghe tất cả sự thật, anh sống vì để bảo vệ cho cô suốt 1.500 năm. Nhưng bây giờ ông ta đã chết nên anh cũng không còn lý do để ở đây. Dù cho có ra sao thì anh vẫn tự tay tiễn ông ta về với các cụ. Cuối cùng ông cũng đã tan biến thành cát bụi. Sau khi ông biến mất, anh cũng đã ngã xuống bên người cô. Bản thân anh thật sự không cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Ngày mà nước mắt cô rơi như mưa thì cũng là ngày mà anh chính thức chìm vào giấc ngủ sâu sau 1.500 năm. Từng ký ức được ở bên cô xuất hiện trong đầu anh. Nỗi oán hận này xuất phát từ nỗi nhung nhớ cô mà hình thành. Linh hồn của anh cũng đã tan biến trong không khí. Ôm thân xác anh mà cô không thể nào cầm được nước mắt. Chính lúc đó cô mới phát hiện những lời anh từng nói dưới gốc cây. Trăng luôn tồn tại trên bầu trời này, chỉ vì chúng ta không thể nhìn thấy chúng cũng không có nghĩa là không tồn tại. Cũng như anh luôn ở bên cô nhưng cô không thể biết đến sự tồn tại của anh. Tỉnh lại sau cơn mê, Jung-hwa nhìn thấy chị cô đang ngủ gục bên giường. Khi hay tin anh đã qua đời, cô đã rất đau lòng. Cứ như vậy thời gian giữa hai người đã kết thúc. Min-ho cùng với Jun-je đang tổ chức tang lễ cho Jun-ho thì một lần nữa lại hay tin xác của anh đã biến mất. Lúc này Jun-ho đã sống lại và xuất hiện ở tang lễ như một phép màu. Nghe được tin, cô lập tức chạy đến đó xem. Tại tang lễ nhìn thấy anh vẫn còn sống, Jung-hwa lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh. Nhưng anh đã hoàn toàn mất đi ký ức, không còn nhớ bất cứ thứ gì. Rời khỏi bệnh viện, cô chỉ biết ngồi bên trạm xe buýt mà khóc. Sau một năm thì Jun-ho chính thức quay trở lại màn điện ảnh. Đứng trước đám phóng viên, anh trả lời bằng một giọng nói rất giống Jo-ha, khiến Jun-je và Min-ho đứng kế bên cảm thấy ngạc nhiên. Jun-je bỏ hết công việc đi đến uống cà phê với Na-jeon. Anh kể cho cô nghe trong đầu Jun-ho lúc này luôn nhớ đến cái tên Jung-hwa, nhưng lại không có một đoạn ký ức nào về cô. Jun-je cứ nghĩ sau sự việc đó thì Jung-hwa sẽ sống trong khổ sở. Nhưng cuộc sống hiện tại của cô còn tốt hơn như vậy. Sau một thời gian, cô cũng trở lại làm lính cứu hỏa. Bên phía Jun-ho vẫn đang tập luyện cho buổi quay phim. Anh vô tình làm rớt cây bút, trong lúc nhặt lên thì nhìn thấy một chiếc hộp có những món quà kỷ niệm với cô. Đến mức này Min-ho không thể nào giấu anh nữa. Trong đầu Jun-ho lúc nào cũng xuất hiện một giọng nói luôn động viên anh. Nhờ có vậy anh mới có thể vượt qua giai đoạn ung thư đó mà gắng gượng đến hiện tại. Jung-hwa nhìn chiếc nhẫn trên tay mà không thể cầm được nước mắt vì nhớ anh. Cùng lúc này Min-ho gọi điện cho cô, hẹn cô ra gặp Jun-ho một lát. Cô đang mải mê ngắm nhìn chiếc lồng đèn thì Jun-ho chợt đi đến. Anh muốn hỏi về mối quan hệ của hai người khi mất trí nhớ, nhưng cô nói với anh cô chỉ là một fan hâm mộ. Anh rất biết ơn cô vì đã cứu sống mình. Anh sẽ sống thật tốt để không phụ tấm lòng của cô. Trước khi đi, anh đã đưa cho cô một lá thư. Lá thư được tìm thấy ở nhà anh, nhưng bản thân anh không phải là người viết. Lá thư này nên về với chủ nhân của mình vẫn tốt hơn. Ngồi bên sông Hàn nhìn lá thư cuối cùng mà Jo-ha viết cho cô. Trong ngày sinh nhật năm 30 tuổi, cô cảm ơn vì đây là món quà tuyệt vời nhất lúc này mà cô muốn nhận. Cô vui vẻ quay trở về nhà, Na-jeon cũng đã đứng đợi cô. Và tất cả mọi người đã tạo cho cô một bất ngờ ở tuổi 31. Những người làm ra điều ác đều sẽ phải trả giá. Bản thân dám đối mặt với sai lầm thì bản thân sẽ trở nên tốt hơn. Dù ở bất kỳ nơi nào, cô vẫn sẽ âm thầm theo dõi anh. Nếu như thời gian có thể thay đổi, cô muốn thay đổi tất cả để không phải hối hận trong suốt một khoảng thời gian dài. Ở một thế giới nào đó, Jung-hwa đang chụp ảnh thì vấp ngã. May mắn có một chàng trai đỡ được cô, người đó không ai khác chính là Jun-ho. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.